Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 601. Thế giới hắc ám xấu xí, phản ánh đến sáng thế đạo quả phía trên, liền là viên này trái cây, vô cùng dơ bẩn, căn bản là không có cách dùng ăn. Nghĩ chân chính rửa sạch sáng thế đạo quả, chỉ có dọn sạch thế giới hắc ám, hoặc là tại phạm thiên thế giới trên cơ sở, xây lại lập một cái hoàn mỹ thế giới mới. Không hề nghi ngờ, phạm thiên thế giới đã đầy đủ vững chắc, đầy đủ hoàn thành thái sơ sáng thế nhiệm vụ, nhưng từ đầu đến cuối không có người biến thành ánh sáng, là bởi vì thế giới này còn có quá nhiều hắc ám, lại không có đem hắc ám dọn sạch trước, không người nào có thể siêu thoát. Một ngày này, sáng thế chi thụ bên ngoài, tới một người. Một cái lão giả toàn thân tràn ngập văn minh hào quang, như thế gian nhất vĩ đại nhân hoàng, thậm chí liền nhân hoàng đều không đủ dùng hình dung sự vĩ đại của hắn. Hắn là tiên tri, là dẫn đầu chúng sinh siêu thoát ngu muội hiền giả. Hắn liền là 72 trụ thần bên trong đại hiền giả. Đại hiền giả con mắt híp lại, nhìn xem sáng thế chi trái cây trên cây, lẩm bẩm nói, sáng thế đạo quả, cư nhiên như thế dơ bẩn. Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nói, bất quá, không quan trọng, ta thành lập vĩ đại văn minh trật tự, trong cơ thể ta quang minh, có thể đối kháng thế giới hắc ám. Chỉ cần ta tiêu hóa viên này trái cây, ta là có thể biến thành hết ha. Ta nghe được Thái Sơ triệu hoán, Thái Sơ tại kêu gọi ta. Nói xong, đại hiền giả liền hướng về sáng thế chi thụ đi đến, đưa tay mong muốn hái đạo quả. Đại hiền giả, tuyệt đối không thể. Ngay lúc này, hắc ám trong hỗn độn thần quang sáng chói, xuất hiện mấy ngàn nói, mấy vạn nói, thậm chí trăm vạn đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh, vô cùng cường đại. Đều là viễn cổ thời điểm vĩ đại cường giả, bọn hắn cũng là đại hiền giả tùy tùng. Sáng thế đạo quả dơ bẩn, đại hiền giả, người không thể ăn a. Đại hiền giả, người muốn là chết, chúng ta làm sao bây giờ? Thế gian thật vất vả thành lập văn minh trật tự, người vừa đi, văn minh thế tất sụp đổ, chư thiên lại có lâm vào vô tận sát lục trong tranh đấu. Rất nhiều cường giả đau khổ khuyên can, đều không muốn thấy đại hiền giả nuốt sáng thế đạo quả. Diệp Thần nhìn thấy từng cảnh tượng ấy truyền thuyết xa xưa hình ảnh, nội tâm đại chấn. Là cửu thương cổ hoàng, đại hiền giả tùy tùng bên trong, có cửu thương cổ hoàng tồn tại. Diệp Thần thấy cái kia rất nhiều cường giả bên trong, có một đạo thân ảnh quen thuộc, đó chính là cửu thương cổ hoàng. Nguyên lai, cửu thương cổ hoàng chính là đại hiền giả tùy tùng, là văn minh người thừa kế. Đại hiền giả nghe rất nhiều cường giả khuyên can, lại chỉ mỉm cười, nói, không sao. Bọn nhỏ, chờ ta biến thành ánh sáng, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ siêu thoát. Dứt lời, đại hiền giả liền đưa tay lấy xuống sáng thế đạo quả, cắn một cái, đạo quả bên trong chảy ra hắc ám bẩn thỉu chất lỏng, còn có giỏi bọ đang ngọ nguậy. Đại hiền giả ăn một ngụm thịt quả, cũng là chau mày, kêu lên một tiếng đau đớn, hiển lộ ra vô cùng thống khổ ác tâm vẻ mặt. Này sáng thế đạo quả, thực sự quá dơ bẩn hôi thối, đại hiền giả lại cũng có chút không chống chịu được. Đại hiền giả, mau dừng lại. Rất nhiều cường giả khuyên can, cùng nhau hướng đại hiền giả bay đi, nghĩ muốn mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận sáng thế chi thụ, Phạm Thiên thân thể liền nằm tại đây bên trong, Phạm Thiên khí tức quá vĩ đại cuồn cuộn, dù cho là cửu thương cổ hoàng này loại kinh thế cường giả, cũng không cách nào tới gần. Đại hiền giả xem trong tay bị cắn một cái đạo quả, thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ một hồi hốt hoảng. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn đã không thể rút lui, liền đem trọn viên trái cây toàn bộ nuốt vào. Chúng các cường giả thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thiên đô sập, không ít người cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Ta lại biến thành ánh sáng, bọn nhỏ. Đại hiền giả phát ra thanh âm khàn khàn, tại ăn bẩn thỉu đạo quả về sau, hắn liền hô hấp ra khẩu khí, đều trở nên vô cùng hôi thối, toàn thân cấp tốc tiểu tụy xuống, làn da xuất hiện từng đạo đốm đen. Bóng đêm vô tận sát khí theo trong cơ thể hắn trào ra. Đại hiền giả cuối cùng nhìn không được, phát ra kêu thảm, thân thể của hắn rất nhanh vặn vẹo, bị đè ép, bị dòi bọ từng bước xâm chiếm, bị hắc ám ăn mòn, đến cuối cùng trong cơ thể hắn giống như có đồ vật gì nổ tung, oanh một tiếng, cả người hắn đều bị vỡ nát, biến thành một chùm sáng. Bất quá này đoàn ánh sáng, lại là màu đen. Kinh khủng sóng xung động, khuếch tán ra, chấn động hỗn độn. Vô số cường giả nhóm lọt vào nổ tung trùng kích, từng cái thân thể linh hồn bạo liệt, hóa thành tàn toái máu thịt. Đại hiền giả có thể là trụ thần, hắn nổ tung,
năng lượng khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như là cửu thương cổ hoàng loại cấp bậc này tồn tại, đều muốn bị nổ chết. Bất quá, tại rất nhiều cường giả cùng nhau bị tạc chết thời điểm, cửu thương cổ hoàng vẫn chưa có chết. Bởi vì, có một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, bảo vệ hắn. Diệp Thần nhận ra được, đó là tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm quang. Thiên đấu sát thần đến rồi. Theo kiếm quang buông xuống, chính là thiên đấu sát thần, hắn dùng tốc độ cực nhanh, mang đi cửu thương cổ hoàng, tránh thoát đại hiền giả nổ tung trùng kích. Diệp Thần trong đầu thấy hình ảnh, đến nơi đây liền quay khúc biến mất, đổi thành một cái khác màn hình ảnh. Tại một màn này trong tấm hình, xuất hiện không ở trong mắt Diệp Thần, là một mảnh vô biên vô tận quang chi hải dương. Này mảnh quang hải tràn ngập nguyên thủy hủy diệt khí tức, chính là trong truyền thuyết hủy diệt quang hải. Truyền thuyết trụ thần thân thể phá diệt về sau, linh hồn của bọn hắn, liền sẽ rơi vào hủy diệt quang hải, tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Này loại tra tấn, so với phần thiên đại kiếp còn muốn thống khổ rất nhiều. Tại đây mảnh hủy diệt trong quang hải, Diệp Thần thấy được Thiên Cơ lão nhân, thấy được Hắc Hoàng đế, linh hồn của bọn hắn tại vô tận quang hải bên trong trầm luân. Phát ra cực kỳ thê lương thống khổ kêu thảm cùng tiếng khóc, bộ dáng 10 điểm thê thảm cùng chật vật. Hiện tại, tại đây mảnh quang hải bên trong, Diệp Thần lại thấy được một cái mới linh hồn rơi xuống, đó chính là Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả cũng không hề biến thành ánh sáng, hắn nuốt vào bẩn thỉu sáng thế đạo quả, thân thể trực tiếp bị hắc ám no bạo, linh hồn rơi vào hủy diệt quang hải. Trong quang hải vô biên đại kiếp khổ nạn, trong nháy mắt đem Đại Hiền Giả bao phủ. Đại Hiền Giả linh hồn đang vặn vẹo, run rẩy, hắn phát ra gào thét thanh âm, vì cái gì ta không có đổi thành ánh sáng? Ta muốn tại hủy diệt chi hải trầm luân, không, nhất định là sai lầm chỗ nào, ta muốn bắt đầu lại. Giờ này khắc này Đại Hiền Giả, biểu lộ vô cùng dữ tợn, không còn có vừa mới hiền lành bộ dáng, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy oán độc cùng thống khổ, hắn đang suy tư tại sao mình không có đổi thành ánh sáng. Phản mà rơi xuống kết quả như vậy, muốn tại hủy diệt trong biển ánh sáng vô tận dãy giụa. Hắn mong muốn trùng sinh, mong muốn từ đầu đã tới, ý chí của hắn bắn ra đến hắn pháp tắc phía trên. Thế là, người đời sau chỉ cần tiếp xúc Đại Hiền Giả pháp tắc, liền có thể cảm nhận được Đại Hiền Giả ý chí mãnh liệt gợn sóng. Đấu chiến phủ thánh tử Hoàng Phủ Hiên, chính là cảm nhận được Đại Hiền Giả ý chí, cho nên hắn nguyện ý hiến tế chính mình linh hồn, đem linh hồn cung phụng cho Đại Hiền Giả. Kể từ đó, hắn thân thể không có linh hồn, liền thành xác không. Đại Hiền Giả linh hồn, có thể phân ra một tia lực lượng, bắn ra đến cỗ này xác không bên trong, từ đó đạt được trùng sinh. Mà Hoàng Phủ Hiên lấy được thù lao, chính là có thể tại trước khi chết, sử dụng Đại Hiền Giả lực lượng. Hắn thành Đại Hiền Giả vật chứa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau là phải bị Đại Hiền Giả đoạt xá, nhưng trước lúc này, hắn có khả năng sử dụng Đại Hiền Giả lực lượng cùng kỳ quan. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Này Hoàng Phủ Hiên cũng là ngoan nhân, tình nguyện chết, cũng muốn có được Đại Hiền Giả lực lượng. Bất quá Diệp Thần xuất hiện, lại là trực tiếp xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể, hắn còn chưa kịp trở thành Đại Hiền Giả vật chứa, thân thể liền đã phá toái. Thật sự là cổ lão truyền kỳ a. Diệp Thần nhéo nhéo mi tâm, tiêu hóa lấy trong đầu trí nhớ. Những ký ức này mặc dù là từ trên người Hoàng Phủ Hiên thôn phệ đến, nhưng rõ ràng không thuộc về Hoàng Phủ Hiên bản thân, mà là Đại Hiền Giả ban đầu trí nhớ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Này trong trí nhớ, có Phạm Thiên, Sáng Thế Chi Thụ, Sáng Thế Đạo Quả, Hủy Diệt Quang Hải các loại thần bí tồn tại, ngược lại để Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, những ký ức này tin tức còn chưa đủ. Diệp Thần vô pháp nhìn thấy Đại Hiền Giả Văn Minh đạo pháp truyền thừa, nếu có thể nắm giữ Đại Hiền Giả Văn Minh chi đạo, Diệp Thần thực lực có lẽ có thể tiến một bước đột phá. Đại Hiền Giả Văn Minh chi quang, cùng Thiên Tổ Luân Hồi Thiên Quang, rất có chỗ tương đồng, đều ẩn chứa đối thái sơ chi quang lĩnh ngộ, nếu là cả hai dung hợp được, Diệp Thần Thiên Quang Luân Hồi Trảm Kiếm Đạo, chỉ sợ cũng có thể đại đại đột phá. Thôi, trước cho chú Tinh Long Thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân lại nói. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hắn biết mình xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đã mơ hồ dự cảm đến, Hoàng Phủ Hiên muốn triệu hoán cái gì đỉnh cấp cường giả xuống tới. Một khi vị cường giả kia buông xuống, Diệp Thần tình cảnh, tất nhiên là vô cùng nguy hiểm, hắn cần sớm bố cục chuẩn bị,
tốt nhất là cho chú Tinh Long Thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân. Kể từ đó, chú Tinh Long Thần có thân thể, hắn là có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, cũng có thể trợ lực Diệp Thần. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền đem đủ loại rèn đúc tài liệu, Thiên Linh Tinh Quáng, Phượng Vũ Thiên Kim, Tử Dương Canh Kim, Vô Cực Vẫn Thạch, Long Hồn Thiên Kim các loại, toàn bộ đem ra. Những tài liệu này bên trong, tự nhiên là dùng Long Hồn Thiên giá vàng giá trị cao nhất. Mộ chủ, cuối cùng phải cho ta chế tạo thân thể sao? Chú Tinh Long Thần theo mộ bia bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thần động tác, biểu lộ cũng là trở nên hưng phấn lên. Diệp Thần nói, ta bây giờ trạng thái không tốt lắm, nhưng muốn cho ngươi chế tạo một đúng với máy móc chi thân, nghĩ đến là đầy đủ. Hôm qua cùng Hoàng Phủ Hiên chiến đấu, Diệp Thần tiêu hao quá lớn, cho tới hôm nay cũng chỉ là khôi phục một chút, lại muốn cùng người chiến đấu, vậy dĩ nhiên là vô cùng cố hết sức, bất quá muốn rèn đúc cơ giới chi thân, trạng thái vẫn là đầy đủ. Dù sao, cơ giới chi đạo, cùng võ đạo thần thông khác biệt, đối thân thể khí tức tiêu hao cũng không lớn. Diệp Thần liền tế ra đạo Thiên Sơn Hà Lô, đem từng khối khoáng thạch tài liệu, đầu nhập sấy khô trong lò, lại dùng chu tước thần hỏa thối luyện, thi triển thiên công tạo hóa lục bên trong rèn đúc bí pháp, đem từng khối khoáng thạch rèn đúc thành kim loại cơ giới linh kiện. Bận rộn nửa ngày về sau, Diệp Thần liền đem cần thiết kim loại linh kiện, toàn bộ chế tạo ra tới. Những kim loại này linh kiện, mỗi một khối linh kiện, phía trên đều khắc họa có đặc thù không gian phù văn, tại không gian pháp tắc ra chỉ dưới. Này chút linh kiện có thể lớn có thể nhỏ, thu nhỏ lúc như lóng tay lớn, phóng to lúc to như cánh cửa. Hết thảy kim loại linh kiện, cộng lại có mấy vạn khối nhiều, Diệp Thần chế tạo hoàn tất về sau, chính là bắt đầu lắp ráp. Chờ lắp ráp sau khi hoàn thành, đã là đêm khuya, một bộ cùng người chờ cao cơ giới khôi lỗi, liền xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Cỗ này cơ giới khôi lỗi, toàn thân vàng óng, lộ ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, vô cùng có chất cảm giác. Phía trên khắc họa lấy đủ loại không gian phù văn, linh hồn phù văn, tụ linh phù văn các loại. Không gian phù văn có thể cho cơ giới khôi lỗi tùy ý biến hóa lớn nhỏ, linh hồn phù văn có khả năng đem chú Tinh Long Thần tàn hồn, dẫn vào khôi lỗi bên trong, tụ linh phù văn thì là cam đoan hắn về sau hấp thu thiên địa linh khí dễ chịu, có thể chậm rãi tu luyện khôi phục ngày xưa lực lượng. Tiền bối, người cơ giới chi thân, cuối cùng là chế tạo tốt, người có khả năng thử một chút. Nhìn một chút có thích hợp hay không. Diệp Thần đem này đúng với máy móc khôi lỗi, quang nhập luân hồi trong mộ địa. Ha ha ha, tốt, 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 mộ chủ, đa tạ. Chú Tinh Long Thần nhìn thấy này đúng với máy móc chi thân, cũng là thấy trận trận lực lượng mạnh mẽ, linh hồn hắn không kịp chờ đợi chui vào. Tại linh hồn hắn chui vào về sau, cái kia cơ giới khôi lỗi hai con ngươi, liền lộ ra màu vàng kim thần mang. Như thế nào? Diệp Thần có mới chút khẩn trương hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên chế tạo cơ giới khôi lỗi, lại không biết có thích hợp hay không. Răng rắc, răng rắc. Chú Tinh Long Thần linh hồn tại cơ giới khôi lỗi bên trong, thử nghiệm cùng chỉnh đúng với máy móc chi thân dung hợp, cất bước đi hai bước, lại có chút cứng đờ hoạt động một chút tay chân, phát ra răng rắc thanh âm, cười ha ha. Không sai, này đúng với máy móc chi thân, rất không tệ. Tài liệu độ cứng là đủ rồi. Bất quá ta thiếu một thanh tiện tay binh khí. Diệp Thần trong lòng khẽ động, liền thôi động thiên quang kiếm đạo năng lượng, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm quang không ngừng cô đọng ngưng kết, đến cuối cùng hóa thành như thực chất tồn tại, hắn đem kiếm quang cũng đưa cho chú Tinh Long Thần, nói. Thanh kiếm này như thế nào? Chú Tinh Long Thần tiếp nhận kiếm quang, huy vũ mấy lần, cười nói, vẫn được, vẫn được. Ha ha ha, binh khí chẳng qua là ngoại vật. Có thể sử dụng là có thể, tự thân tu vi mới là căn bản nhất đồ vật. Mộ chủ, cho ta 2 ngày thời gian đi, ta cần thích ứng một thoáng bộ thân thể mới này. Diệp Thần gật đầu nói, được. Hắn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giải quyết chú Tinh Long Thần ủy thác. Bận rộn cả ngày, Diệp Thần tinh thần cũng là có chút rã rời, liền đi ra lều vải bên ngoài hít thở không khí. Ra đến lều vải bên ngoài, soạt một tiếng. Diệp Thần lại thấy sa mạc phương xa, có một đạo kinh thiên thần quang, theo Nam Châu Thiên bên ngoài phá không buông xuống. Này đạo thần quang, là như thế rực rỡ, tràn ngập thiên đế bá khí, thần quang bên trong hiện ra một đạo vĩ ngạn thân thể, tóc dài tung bay, đúng là hùng bá gia tộc lão tổ, Hùng Phách Thiên. Hùng Phách Thiên buông xuống khí tượng, chấn động toàn bộ thánh tuyển sa mạc, thậm chí linh khư thánh địa, vô
vô số ánh mắt đều quăng bắn xuyên qua. Lăng Thanh Trúc cũng đã bị kinh động, theo trong lều vải ra tới, nhìn thấy có đỉnh cấp thiên đế buông xuống, nàng ôi một tiếng thét kinh hãi, nói, là kẻ ngoại lai. Vẫn là cái đỉnh cấp thiên đế, người nào đem hắn triệu hoán xuống tới. Nàng và Diệp Thần trong ngực đưa tin phù, tại thời khắc này ông tác hưởng, thiên tổ các phe người, đều phát tới tin tức. Bất quá không cần bọn hắn đưa tin, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc con mắt lại không mù, đã thấy hùng phách thiên buông xuống. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hơi vừa suy tính, nói ra, hùng phách thiên, nghĩ không ra lại là hắn, là đấu chiến phủ đem hắn triệu hoán xuống tới. Lăng Thanh Trúc hoảng loạn nói, luân hồi chi chủ, đấu chiến phủ muốn bắt đầu trả thù ngươi sao? Cái này hùng phách thiên, thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Tại Nam Châu Thiên bên trong, chân chính đỉnh cấp thiên đế, chỉ có ngày xưa chúa tể giả Thiên Nam Tu. Đối Lăng Thanh Trúc tới nói, đỉnh cấp thiên đế quả thực là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thần khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười đường cong, nói, đừng hoảng hốt, không quan trọng một cái hùng phách thiên, lại là tại đây mảnh đất giới, còn uy hiếp không được ta, an tâm ngủ đi, ngày mai chúng ta ra ngoài tìm tiểu mạt lị. Diệp Thần trực tiếp trở lại trong lều vải nghỉ ngơi, hùng phách thiên tuy nói là đỉnh cấp thiên đế, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, thần lôi thanh đăng còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, hắn không ngại dùng tại hùng phách thiên trên thân. Mà lại, hắn đã vừa mới vì chú tinh long thần chế tạo cơ giới chi thân, có chú tinh long thần trợ lực, đối phó hùng phách thiên, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần trực tiếp an tâm nghỉ ngơi, mà Lăng Thanh Trúc thì lúng túng cực kỳ, để cho thủ hạ cơ giới tôi tớ tại doanh địa bên ngoài phòng thủ, chính mình lại là trắng đêm không ngủ. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần lại nghỉ ngơi một đêm, trạng thái lại khôi phục rất nhiều, mà lại, hắn đối Linh Khư Thánh Địa Thiên Cơ Mạch Lạc, cũng là dần dần thăm dò, có thể mơ hồ bắt được rất nhiều thứ tồn tại. Tối hôm qua Hùng Phách Thiên cũng không đến quấy rối, đối phương rõ ràng cũng là có không nhỏ kiêng kỵ. Diệp Thần cũng không có tận lực nhớ nhung, ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như Hùng Phách Thiên dám đến, hắn liền dám ứng chiến. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, liền là tìm về tiểu mạt lị. Lăng Thanh Trúc trắng đêm không ngủ, trạng thái có chút tiểu tụy, nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, người đã tỉnh, may mắn tối hôm qua Hùng Phách Thiên không có tới công kích chúng ta, ta đã kêu gọi ta cha cùng chư vị trưởng lão trưởng giáo tới, chúng ta rất nhanh liền có tăng viện. Diệp Thần nói, tiếp viện sao? Ta không cần, ta phải nhanh tìm tới tiểu mạt lị. Phụ thân của Lăng Thanh Trúc Lăng Ảnh, còn có thiên tổ các thái giáp thần quân, là ưng phi chờ trưởng giáo, nói thật, Diệp Thần cũng không cho rằng, bọn hắn có thể có nhiều ít năng lực, có thể đi đối kháng Hùng Phách Thiên. Vẫn là chỉ có lực lượng của mình, mới thật sự là đáng tin. Coi như muốn tìm xin giúp đỡ lực, tại Diệp Thần trong lòng, vẫn là chú tinh long thần cùng tiểu mạt lị đáng tin cậy điểm. Mà Hùng Phách Thiên tối hôm qua không có phát động công kích, nghĩ đến đối phương cũng có kiêng kỵ. Dù sao Diệp Thần cũng không phải cái gì dễ khi dễ tồn tại. Lăng Thanh Trúc nói, Ngô, luân hồi chi chủ, người biết thiên đạo nữ thần ở nơi nào sao? Diệp Thần tầm mắt ngắm nhìn phương xa mịt mờ sa mạc, chỉ cái hướng đi, nói, nếu như ta không có đẩy tính sai, hẳn là tại cái phương hướng này. Đi qua mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần đã dần dần thích ứng Linh Khư Thánh Địa hoàn cảnh, tự nhiên cũng là có thể bắt được tiểu mạt lị chỗ. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần chỉ, lập tức lạnh cóng một thoáng, thanh âm cũng thay đổi, nói cái này. Này giống như là Thánh Tuyển chi nhãn phương hướng A. Diệp Thần nói, Thánh Tuyển chi nhãn. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy A, chẳng lẽ thiên đạo nữ thần, ngay tại Thánh Tuyển chi nhãn phụ cận. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, tại Linh Khư Thánh Địa bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, cái kia dĩ nhiên chính là Thánh Tuyển chi nhãn. Thánh Tuyển chi nhãn nước suối. Là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, tràn ngập bi thương trầm thống cảm xúc, cỗ này cảm xúc hình thành đặc thù cấm chế, đối người tinh thần đạo tâm, lực trùng kích dị thường mãnh liệt, coi như là thiên đế cấp bậc cường giả, tới gần Thánh Tuyển chi nhãn, đều sẽ phải gánh chịu vô biên cực kỳ bi ai trùng kích, từ đó mê thất tâm trí, trực tiếp sụp đổ. Có thể nói, Thánh Tuyển chi nhãn là Linh Khư Thánh Địa bên trong tuyệt đối cấm địa, căn bản không người dám tới gần. Diệp Thần đại khái có thể cảm nhận được tiểu mạt lị ngay tại cái phương hướng này không sai, nhưng hắn lại không ngờ tới, cái phương hướng này, cũng là Thánh Tuyển chi nhãn vị trí. Thôi, bất kể như thế nào, ta trước đi nhìn kỹ hãng nói.
Diệp Thần nắm chặt lại quyền, thân thể lập tức bay lượn mà ra. Lăng Thanh Trúc kêu lên, ấy, luân hồi chi chủ, không đợi cha ta bọn họ chạy tới sao? Diệp Thần nói, không đợi, ta nghĩ nhanh lên đi xem một chút tiểu mạt lị. Lăng Thanh Trúc môi đỏ khẽ cắn, nói ta đây đi chung với ngươi, chờ ta một chút. Nàng vội vàng hướng Diệp Thần đuổi theo, Diệp Thần hồi đầu nói với nàng, thánh tuyển chi nhãn cấm chế khủng bố, ngươi có thể chống đỡ. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta không biết, nhưng ta muốn cùng tại bên cạnh ngươi, có ngươi luân hồi thần giáp bảo hộ, ta hẳn là có thể đỡ nổi a. Hiện tại Diệp Thần thần giáp mệnh tinh biến thành áo giáp, còn mặc ở Lăng Thanh Trúc trên thân, nếu như ngay cả thần giáp mệnh tinh, đều không thể ngăn cản thánh tuyển chi nhãn khí tức trùng kích, cái kia chư thiên ở giữa, chỉ sợ cũng không có đồ vật gì có khả năng ngăn cản. Diệp Thần liền gật gật đầu, liền không tiếp tục kháng cự, mặc cho Lăng Thanh Trúc đi theo. Hai người trong sa mạc chạy như bay, rất nhanh tại trên sa mạc lưu lại một đầu thật dài như dây lụa dấu chân, xuyên qua đầy trời bão cát, dần dần, Diệp Thần ở khô hanh trong không khí, ngửi được ướt át hơi nước, còn có cỏ xanh mùi vị. Cuối cùng, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc leo lên một chỗ lưng núi, nhìn xuống, lại xem đến phía dưới trong sa mạc, nằm ngang lấy khẽ cong thanh tuyền. Cái kia khẽ cong thanh tuyền, trong veo mà yên tĩnh, mảnh mai mà uyển chuyển hàm súc, mép nước có cây, cầu căn khúc lượn quanh, còn có chút thưa thớt cỏ xanh. Tại mịt mờ trong sa mạc, bỗng nhiên thấy được như thế khẽ cong thanh tuyền, trong bão cát xuất hiện yên tĩnh, hoang vu lộ ra hiện một cảnh, Diệp Thần chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Thanh phong quất vào mặt, không nói ra được dễ chịu thoải mái. Nơi này, linh khí quá nồng nặc, nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, Diệp Thần mỗi hô hít một hơi, liền cảm thấy mình phổi bị thanh tẩy một lần, cái kia thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa đủ loại nguyên chất, dọc theo hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, chảy vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, làn da, cơ bắp, gân cốt, còn có tinh thần cùng linh hồn, đều chiếm được lớn lao tẩm bổ. Cả người trạng thái lập tức liền trở nên vô cùng no đủ. Nơi này, tốt linh khí nồng nặc. Diệp Thần một hồi tán thưởng, nơi này, không hề nghi ngờ, liền là trong truyền thuyết thánh tuyển chi nhãn, cái kia khẽ cong thanh tuyển, chính là thánh tuyển chi thủy, ngày xưa thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, linh khí độ dày đặc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo nữ thần tại đây bên trong. Lăng Thanh Trúc lên tiếng kinh hô, chỉ thanh tuyển cạnh đại thụ. Dưới cây đang có một cái tiểu nữ hài, toàn thân bẩn thỉu, ngồi xổm ở nước suối một bên chơi bùn cát. Nàng dùng ướt át bùn cát, chất lên một tòa thành bảo, lại bóp hai cái tiểu nhân, đem tiểu nhân bày ra tại thành bảo đằng trước, trong miệng lại là vui vẻ, lại là ngây thơ thầm nói. Đây là tiểu mạt lị, đây là lá thần đại ca ca, chúng ta hôm nay thành thân á. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ân, thứ ba bái là cái gì tới? Diệp Thần xa xa nhìn thấy mạt lị một người tự ngu tự nhạc, trên thân tuy là bẩn thỉu che kín bùn cát bụi đất, nhưng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, lập tức liền yên lòng. Mạt lị! Diệp Thần liền xa xa hét to một tiếng. Mạt lị ngẩng đầu, gặp được Diệp Thần đến, lập tức ngẩn ngơ, chỉ cho là mình xuất hiện ảo giác, ôi một tiếng kêu, nói, lá thần ca ca, là ngươi đến rồi nha. Nàng vội vàng đứng dậy, vuốt ve trên bàn tay bùn cát. Lại có chút co quắp cùng đỏ mặt ngăn trở sau lưng ngu ngốc. Diệp Thần âm thầm buồn cười, nhưng nhìn thấy nàng không bị thương, cảm thấy cũng là vui vẻ, nói ra, mạt lị, ngươi đừng động, ta mang ngươi trở về. Nói xong, Diệp Thần liền hướng về dưới núi Thanh Tuyền đi đến. Nhưng, khi hắn đi đến một nửa thời điểm, cái kia nước suối trong trên mặt, nổi lên một tia gợn sóng. Theo gợn sóng nổi lên, nước suối tràn ngập ra từng sợi sương mù. Sương mù bên trong phảng phất mang theo đặc thù nào đó năng lượng kinh khủng, tại nước suối bốn phía vần quanh, tạo thành cấm chế nào đó. Làm Diệp Thần lại tới gần, đầu hắn liền ông ông tác hưởng, phảng phất nhận lấy một loại nào đó to lớn tinh thần trùng kích, tại trong thức hải xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, Diệp Thần thấy được một thiếu nữ bóng lưng. Này đạo bóng lưng, tinh tế uyển chuyển, áo trắng bồng bềnh, rõ ràng không nhìn thấy chính diện, nhưng Diệp Thần lại không hiểu thấy vô hạn bi thương. Hắn cũng không biết mình tại bi thương cái gì, nhưng thấy thiếu nữ này bóng lưng, trái tim của hắn liền thấy không hiểu co rút đau đớn, này đau lòng không phải cái gì tinh thần ảo giác, mà là trái tim của hắn, thật đang điên cuồng run rẩy, phanh phanh nhảy lên, giống như sau một khắc liền muốn tan nát cõi lòng nổ tung. Tại đây thật lớn tinh thần trùng kích vào,
Diệp Thần cũng không khỏi đến dừng bước, sau đó lui về sau đi. Khi hắn lui lại, thoát ly cái kia thanh tuyền sương mù phạm vi, tinh thần lại khôi phục như thường, nhảy lên kịch liệt, trái tim chậm rãi bình tĩnh trở lại, lưng cũng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Luân hồi chi chủ, người chảy nước mắt. Lăng Thanh Trúc ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, nói ra. Diệp Thần sờ lên gương mặt của mình, quả nhiên liền cảm thấy có một đạo nước mắt, không biết lúc nào tuột xuống. Là thiên tổ cảm xúc trùng kích, nơi này, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần lại lui về phía sau mấy bước, nhìn phía dưới thánh tuyển chi thủy, cũng là cảm nhận được một hồi khủng bố. Thiên tổ năm đó chảy xuống một giọt nước mắt, bên trong ẩn chứa tâm tình bi thương, thực sự quá nồng đậm, dùng Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, thế mà cũng nhận trùng kích, thậm chí giữa bất chi bất giác rơi lệ. Nếu như không phải hắn kịp thời thoát ra lui lại, chỉ sợ cả người đều muốn sụp đổ mê thất, bị vô biên đau xót thôn vệ hết. Ôi, lá thần ca ca, người không sao chứ? Trong, đại tỷ tỷ nói, nơi này rất nguy hiểm, người không nên tới gần. Tiểu Mạt Lị nhìn thấy Diệp Thần tình huống, cũng là có chút lo lắng nói ra. Diệp Thần kỳ dị hỏi, đại tỷ tỷ là ai? Xem Tiểu Mạt Lị bộ dáng, tựa hồ là có người nào cùng nàng tiếp xúc qua. Tiểu Mạt Lị nói, đại tỷ tỷ liền là đại tỷ tỷ, tóm lại nơi này rất nguy hiểm, lá thần ca ca, người tuyệt đối không nên xuống tới a. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, vậy ngươi đi lên. Tiểu Mạt Lị bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không được, đại tỷ tỷ nói, gọi ta không muốn đi ra cái vòng này, không phải ta liền phải chết. Ta thử qua đi ra vòng, kết quả không hiểu thấu liền muốn khóc, vừa khóc liền không dừng được. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, tại Tiểu Mạt Lị bên người, vẽ có một cái vòng sáng phạm vi không lớn cũng không nhỏ, đầy đủ Tiểu Mạt Lị chuyển động. Vòng sáng này là ai vẽ? Diệp Thần hỏi. Tiểu Mạt Lị nói, là đại tỷ tỷ. Diệp Thần lại hỏi, đại tỷ tỷ là ai? Tiểu Mạt Lị nói, đại tỷ tỷ liền là đại tỷ tỷ. Diệp Thần lập tức sạm mặt lại, Tiểu Mạt Lị chung quy là cái tiểu nữ hài, có đôi khi cùng với nàng câu thông hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Diệp Thần bất đắc dĩ mà hỏi, vậy cái này đại tỷ tỷ người ở nơi nào? Nàng chiếu cố ngươi, ta phải thật tốt cảm tạ nàng. Tiểu Mạt Lị cắn ngón tay, nói, đại tỷ tỷ ban ngày không tại, muốn ban đêm mới có thể xuất hiện đây. Dừng một chút, nàng lại chỉ xa xa một tòa cồn cát, chỉ cồn cát bên trên một đạo bóng mờ, nơi này còn có một người tỷ tỷ, bất quá một mực giống bịt mắt trốn tìm như thế trốn tránh không ra. Diệp Thần nhướng mày, dọc theo Tiểu Mạt Lị chỉ, nhìn sang, lập tức liền thấy cái kia đạo âm ảnh, quả nhiên ẩn giấu một luồng vô cùng mịt mờ khí tức. Nếu như không phải Tiểu Mạt Lị chỉ ra, Diệp Thần căn bản không phát hiện được. Dùng hắn tâm tư chi nhạy cảm, thế mà cũng không có phát giác có người tiềm phục tại phụ cận, người kia tiềm hành thuật cao minh, thật là đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ai? Diệp Thần khóa chặt cái kia đạo âm ảnh, liền lập tức kêu lên. Cái kia bóng mờ một hồi vặn vẹo, sau đó chưa từng có tách ra một bóng người, là cái người mặc váy đen thanh tú thiếu nữ, sinh đến 10 điểm kiều diễm mỹ mạo, chính là Tinh Diên. Tinh Diên ma nữ, là ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Tinh Diên, lập tức kinh hô, không nghĩ tới Tinh Diên thế mà tiềm phục tại nơi này, hơn nữa nhìn Tiểu Mạt Lị bộ dáng, Tinh Diên ẩn núp ở đây, hẳn là có một đoạn thời gian. Tiểu Mạt Lị nói, lá thần ca ca, các ngươi nhận biết vị tỷ tỷ này sao? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt mang theo lãnh khốc đường cong, nói, nhận biết, há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Tinh Diên, nói, Tinh Diên cô nương, vài ngày không thấy, ngươi thương thế tốt. Trước đây hắn đánh với Tinh Diên một trận, ra tay rất nặng, Tinh Diên thụ thương, nhưng xem bây giờ Tinh Diên bộ dáng, tinh thần dịch dịch, tầm mắt sắc bén, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi vẫn không giết được ta, luân hồi chi chủ. Tinh Diên ánh mắt sắc bén như đao, nhờ vào thánh tuyển sa mạc đầy đủ thiên địa linh khí, nàng thương thế sớm liền tốt. Diệp Thần nói, ta chỉ muốn mang ngươi về nhà, cũng không là muốn giết ngươi. Hắc Hoàng đế quyền hành, không phải tốt như vậy kế thừa, ta khuyên ngươi. Ai, được rồi, không nói cũng được, mọi người có mọi người duyên phận, ngươi muốn tu luyện cái gì đạo pháp, không liên quan gì đến ta, nhưng ta đã đáp ứng Tinh Hải Công, nhất định phải mang ngươi trở về. Diệp Thần vốn còn muốn thuyết phục Tinh Diên, bảo nàng không cần tu luyện Hắc Hoàng đế đạo pháp, dù sao Hắc Hoàng đế truyền thừa, Hắc Huyên thôn thiên pháp,
muốn thôn phệ thế gian hết thảy xấu xí tội ác, vẫn là quá nguy hiểm, Tinh Diên lại nặng như vậy miệng xuống, khẳng định phải xảy ra chuyện. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không phải Tinh Diên phụ mẫu, làm một cái người ngoài, cũng không dễ khuyên can cái gì, hắn chỉ muốn hoàn thành Tinh Hải công ủy thác thôi. Tinh Diên cắn cắn môi đỏ, nói, ta không quay về. Người nghĩ ép buộc ta, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện, chờ ta lấy đến thánh tuyển chi thủy, ngươi liền chết chắc. Trước đó bại trong tay Diệp Thần, Tinh Diên cũng không nhục chí, nàng và Diệp Thần chênh lệch cũng không lớn, nếu là có thể đạt được thánh tuyển chi thủy, dựa vào thánh tuyển chi thủy trợ lực, nàng có lòng tin giết ngược lại Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, nói thánh tuyển chi thủy đang ở trước mắt, ngươi làm sao không cầm. Tinh Diên hừ một tiếng, cũng không trả lời. Thánh tuyển chi thủy phụ cận, mang theo mãnh liệt cấm chế trùng kích, đó là thiên tổ lưu lại bi thương chi nước mắt, đối người đạo tâm tinh thần, trùng kích thực sự quá lớn. Tuy nói thánh tuyển chi thủy, liền gần ngay trước mắt, nhưng cho tới bây giờ, Tinh Diên rõ ràng vẫn không có thể tới gần thu lấy. Diệp Thần nhìn xem nước suối phụ cận vần quanh cấm chế sương mù, cũng là thấy một hồi khó giải quyết. Dùng hắn đạo tâm mạnh mẽ, thật muốn chịu lấy cấm chế sương mù, xông đi vào chiếm lấy thánh tuyển chi thủy, cũng không phải là không thể được, nhưng đại giới có chút lớn, coi như cầm tới thánh tuyển chi thủy, tự thân linh khí khẳng định cũng là tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng chỉ có thể là vì người khác tác giả áo. Lăng Thanh Trúc hỏi, luân hồi chi chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh tuyển chi thủy đang ở trước mắt, Tinh Diên vô pháp thu lấy, nhưng Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc, rõ ràng cũng không cách nào thu lấy, mà Tiểu Mạt Lị lại ra không được, bị vòng tại cái kia ánh sáng trong vòng. Trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Trúc cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần nói, chờ đi, chờ Mạt Lị nói vị đại tỷ tỷ kia xuất hiện, nhìn lại một chút như thế nào, ta cũng muốn nhìn một chút, vị kia đại tỷ là thần thánh phương nào. Tiểu Mạt Lị đánh một cái ngáp. Rụi rụi con mắt, nói ra, lá thần ca ca, ta có chút buồn ngủ, nghĩ buồn ngủ đâu, buổi tối chờ đại tỷ tỷ tới, ta lại nổi lên tới. Diệp Thần nhìn thấy Tiểu Mạt Lị trên cổ tay, mang theo một cái màu đen vòng tay, trong lòng không hiểu run lên, nói, Mạt Lị, trên tay ngươi mang theo chính là cái gì? Tiểu Mạt Lị sờ lên trên cổ tay vòng tay, nói cái này a, đây là đại tỷ tỷ cho ta đồ vật, nàng nói ta lực lượng trong cơ thể quá bất ổn định. Một khi bạo tẩu sẽ rất nguy hiểm đâu, cho nên liền gọi ta mang theo vật này, dạng này ta liền sẽ không nổi khùng đi. Ngô, liền là mang theo tay này vòng sau, ta luôn sẽ rất khốn, muốn ngủ, vù vù, ta phải ngủ, khốn chết ta rồi. Tiểu Mạt Lị lại đánh một cái ngáp, trực tiếp liền nằm ở bên cạnh đại thụ rễ cây bên trên, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần nhướng mày, càng thấy Mạt Lị nói tới đại tỷ tỷ, thân phận chi thần bí. Thủ đoạn cũng tương đương cường hãn, lại có biện pháp áp chế Mạt Lị lực lượng trong cơ thể. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ vị đại tỷ tỷ kia hiện thân. Tinh Diên ngồi xếp bằng xuống, cũng đang chờ đợi, nàng đã bại lộ, nhưng nàng cũng không hề rời đi ý tứ, thánh tuyển chi thủy đang ở trước mắt, nàng rõ ràng cũng muốn kiếm một chén canh. Diệp Thần âm thầm đề phòng, hắn hiện tại là không liền cùng Tinh Diên động thủ, bởi vì Tinh Diên toàn lực bùng nổ. Thực lực cực kỳ khủng bố, hắn không có luân hồi đại năng trợ lực, rõ ràng phải ăn thiệt thòi. May mắn hiện tại chú Tinh Long Thần, linh hồn đã bắt đầu cùng cái kia cơ giới chi thân dung hợp, đoán chừng rất nhanh liền có thể dung hợp thành công, đến lúc đó có chú Tinh Long Thần trợ lực, Diệp Thần áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm, màn đêm buông xuống về sau, thánh tuyền sa mạc một mảnh u tĩnh, luồng gió mát thổi qua thánh tuyền, nổi lên một tầng gợn sóng. Trên trời chỉ có ngôi sao, không có ánh trăng, một mực lơ lửng luân hồi chi bàn hư ảnh, phảng phất liền thành quỷ bí nhật nguyệt. Ông, khảm nạm tại luân hồi chi bàn bên trong pháp tắc thần thạch, tại ban đêm tản mát ra một cỗ ánh sáng mông lung, cỗ này hào quang cùng tinh quang cùng một chỗ chiếu rọi tại thánh tuyển bên trong, biến hóa kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy tại trong suối nước, đúng là xuất hiện một đạo uyển chuyển thiếu nữ hình chiếu. Đó không phải là Tiểu Mạt Lị thân ảnh, mà là cả người tư thế thướt tha. Một bộ áo trắng, như tiên tử hàng bụi tuyệt thế thân ảnh, tuy chỉ có bóng lưng, nhưng lại cho người ta một loại rung động lòng người, thần giao động tình chỉ cảm giác. Tiểu Mạt Lị ở thời điểm này tỉnh lại, nhìn một chút trên trời pháp tắc thần thạch, lại nhìn một chút trong suối nước hình chiếu, lập tức lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ, nói a, đại tỷ tỷ đến rồi. Diệp Thần, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên,
thấy trong suối nước đột nhiên xuất hiện thiếu nữ hình chiếu, chỉ cảm thấy lại là mộng ảo, lại là quỷ dị, trong lòng ba người đều là chấn kinh. Đặc biệt là Lăng Thanh Trúc, càng là kinh hãi đến tột đỉnh, nói ra cái này. Đây là mẫu thân của ta cái bóng. Tuy chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng nàng liếc mắt liền có thể nhận ra, chính là nàng mẫu thân Lan Tâm Nhị cái bóng. Chẳng lẽ Tiểu Mạt Lị nói tới đại tỷ tỷ, lại là mẹ ruột của nàng. Thiên tổ vị kia hồng nhan, thân ảnh cũng cùng mẫu thân người cái bóng, giống như đúc a. Diệp Thần rất đỗi chấn động, đã thấy lúc này, Thanh Tuyền gợn sóng không ngừng gợn sóng, tản mát ra càng thêm nồng đậm sương mù. Từng sợi màu trắng sương mù, theo gió đêm vù vù khuếch tán mà ra, rất mau đem phương viên hơn 10 dặm địa phương, toàn bộ bao phủ lại. Diệp Thần, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên ba người, đều bị trùm tại trong sương mù. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên vọt tới sương mù, lập tức nhường đạo tâm của hắn, nhận to lớn trùng kích, trong nháy mắt liền bị thiên tổ năm đó tâm tình bi thương cảm nhiễm. Hắn phảng phất thay vào thiên tổ, thấy được vị kia hồng nhan tuyệt thế thân ảnh, áo trắng bồng bềnh, cái kia áo trắng thân ảnh tại xa rời hắn mà đi, hắn liền thấy không hiểu bi thương, phảng phất mất đi thế gian hết thảy, phảng phất thấy thiên địa sụp đổ, vũ trụ ma diệt, tinh nguyệt ngã xuống, thế giới hết thảy đều theo vị kia hồng nhan rời đi, mất đi ý nghĩa. Trong một chớp mắt, Diệp Thần lâm vào tuyệt đối trong hư vô, phảng phất đối sự tình gì, đều không làm sao có hứng nổi. Tốt mãnh liệt đạo tâm trùng kích. Nhậm tiền bối, đúc ta hải đăng, thủ hộ. Tại lâm vào hư vô trong nháy mắt, Diệp Thần lập tức tỉnh táo, trong lòng tồn nghĩ đến Nhậm Phi Phàm thân ảnh, dùng Nhậm Phi Phàm vì hải đăng, bá một tiếng, hắn trong lòng nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đem hết thảy sương mù xua tan, tâm cảnh liền khôi phục bình tĩnh. Mở mắt xem xét, Diệp Thần chỉ thấy trước mắt sương mù nồng nặc, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn có thể thấy Lăng Thanh Trúc ngay tại bên cạnh mình, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy dáng dấp của nàng, mà đối diện Cồn Cát Tinh Diên, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn cũng không nhìn thấy, lại không biết Tinh Diên tình trạng như thế nào. Luân hồi chi chủ, ta thật là khó chịu. Trong sương mù, một cái đầu ngón tay giữ chặt Diệp Thần cánh tay, chính là Lăng Thanh Trúc. Nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tại đây cỗ bi thương sương mù trùng kích vào, nàng vành mắt đã ửng hồng, không ngừng chảy ra nước mắt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, bộ ngực chập trùng không chừng. Mặc dù nàng có Diệp Thần thần giáp mệnh tinh thủ hộ, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như không có thần giáp mệnh tinh phòng hộ, chỉ sợ nàng hiện tại đạo tâm đã hỏng mất. Không biết là cao nhân phương nào, còn mời hiện thân gặp nhau. Diệp Thần đón sương mù, lớn tiếng nói, tay ôm lấy Lăng Thanh Trúc thân eo, chống đỡ lấy nàng không ngã xuống. Thanh Tuyền bên kia, truyền đến một đạo sạch lạnh thanh âm sâu kín, nếu muốn thấy ta, dậm chân đến đây, như làm không được, liền nhanh chóng rời đi, miễn cho uổng đưa tính mệnh. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, này Thanh Tuyền sương mù bao phủ, vậy thì thật là giả thiên cái địa, muốn phá vỡ sương mù tiến lên. Thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi cái này liên quan đầu, gọi Diệp Thần lui lại rời đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể, Tiểu Mạt Lị còn ở bên kia chờ hắn. Ngàn sắc vạn tượng, đúc nóng thành ánh sáng, thiên quang luân hồi chạm, phá cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đan điền một luồng linh khí vọt lên, từng đạo bạch sắc kiếm quang, liền theo hắn toàn thân rất nhiều lỗ chân lông dâng lên mà ra, trăm ngàn đạo thuần trắng kiếm quang. Mang theo vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức, bẻ gãy nghiền nát hướng phía trước tật chạm. Xuy một tiếng, phía trước cái kia nồng đậm sương mù, lập tức bị Diệp Thần chém ra một cái thông đạo, thẳng tắp thông hướng phía dưới Thánh Tuyền. Thánh Tuyền lớn bên cạnh cây, một cái áo trắng thiếu nữ đang nắm Tiểu Mạt Lị tay, trên mặt nàng mang mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy Diệp Thần kiếm ánh sáng phá vỡ sương mù, trong mắt nàng lập tức lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Sương mù chém ra một đạo về sau, Lăng Thanh Trúc áp lực giảm nhiều, kinh ngạc nhìn về phía sương mù phần cuối áo trắng mạng che mặt thiếu nữ, trong miệng không thể tin lẩm bẩm nói, mẫu thân, là ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, lại cảm thấy kỳ dị, vội vàng mang theo Lăng Thanh Trúc, chạy vội xuống, đi tới Thánh Tuyền phụ cận, bạch y nữ tử kia trước mặt. Lúc này Diệp Thần toàn thân đều tràn ngập thiên quang luân hồi chảm kiếm khí, sát phạt bừng bừng, rất có phá giết một cắt khí thế. Thánh Tuyền bên trong sương mù, căn bản là không có cách ăn mòn đến hắn. Hi hi, lá thần ca ca, người thật lợi hại. Tiểu Mạt Lị nhìn thấy Diệp Thần khí thế như cầu vồng lao xuống,
cũng là 10 điểm sùng bái mừng rỡ, cười nói. Sau đó nàng buông ra bạch y nữ tử kia tay, chạy tới giữ chặt Diệp Thần tay, lắc lư cánh tay của hắn, quay đầu hướng bạch y nữ tử kia nói ra, đại tỷ tỷ, ta có hay không có thể cùng lá thần ca ca trở về. Bạch y nữ tử kia tầm mắt u, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế, có thể nhanh như vậy liền đột phá cấm chế sương mù đến đây thấy ta. Diệp Thần thở phào một hơi, sờ lên tiểu mạt lị đầu, để cho nàng đứng ở bắp đùi mình đằng sau, sau đó xuất ra một bức họa, đem chậm rãi bày ra, hướng bạch y nữ tử kia nói ra, ta nghĩ không ra mạt lị nói đại tỷ tỷ, lại là ngươi, ta phải gọi ngươi cô nương, bá mẫu, vẫn là tiền bối. Diệp Thần triển khai chân dung, chính là trước đó Lăng Thanh Trúc cho chân dung của hắn, là mẫu thân nàng Lan Tâm Nhị chân dung. Trước mắt áo trắng thiếu nữ, mặc dù che mặt, nhưng Diệp Thần liếc mắt cũng có thể thấy được, nàng chính là Lan Tâm Nhị không sai. Mẫu thân, Lăng Thanh Trúc nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia, cũng là 10 điểm động dung, xúc động rơi lệ, lại không dám tin vào hai mắt của mình, ta cho là ngươi đã chết. Thiếu nữ mặc áo trắng kia cười khổ một tiếng, đầu ngón tay nâng lên, chậm rãi đem mạng che mặt hái xuống, lộ ra một tấm kinh thế vô song, vô cùng xinh đẹp gương mặt, so với chân dung còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Lăng Thanh Trúc đã coi như là đại mỹ nữ, nhưng cùng áo trắng thiếu nữ so sánh, lại rơi tầm thường. Thiếu nữ mặc áo trắng này đơn giản như là thiên ngoại thiên tử, thanh lãnh xuất trần, toàn thân không thấy mảy may bụi trần cùng tuế nguyệt dấu vết, da thịt sáng long lanh. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, tư thái tinh tế, nhưng nên lớn địa phương tuyệt không nhỏ. Ta đích xác là chết, năm đó Huyền Vũ đế quân giết ta chỉ còn lại có một giọt hồn huyết, ký thác vào pháp tắc thần trên đá, đây là ta linh hồn hình chiếu. Áo trắng thiếu nữ thanh âm thăm thẳm, chỉ thấy thân thể của nàng, tại dưới ánh sao, quả nhiên là có chút mông lung bộ dáng, như mộng như ảo, cũng không là cái gì máu thịt thực thể, thậm chí không là linh hồn, chẳng qua là một đạo linh hồn hình chiếu. Cô nương, ngươi, Diệp Thần mở miệng xưng hô, nhưng chợt thấy không ổn, áo trắng thiếu nữ nhìn từ bề ngoài mặc dù tuổi trẻ, nhưng là mẫu thân của Lăng Thanh Trúc, luận bối phận, hắn nên tiếng kêu tiền bối, liền sửa lời nói. Không, tiền bối, ta phải gọi ngươi một tiếng bá mẫu, ân, đa tạ ngươi chiếu cố mạt lị, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Thần chắp tay hướng về áo trắng thiếu nữ nói ra. Áo trắng thiếu nữ chính là Lăng Thanh Trúc mẫu thân, Lan Tâm Nhị. Nghe được Diệp Thần lời nói, nàng thiền thiền cười một tiếng, ôn uyển nói, không sao, ngươi gọi ta cái gì đều có thể, không cần quá câu nệ, tên chẳng qua là danh hiệu, ta là một bộ cơ giới khôi lỗi, trên thực tế bất quá là thiên tổ sáng tạo cơ giới tạo vật, ngươi là thiên tổ người thừa kế, cũng là không cần đối ta khách khí như thế. Lăng Thanh Trúc hai con ngươi rơi lệ, tiến lên một bước, nói, mẫu thân, cùng ta về nhà đi. Lan Tâm Nhị thăm thẳm thở dài. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Thanh Trúc gương mặt, nói Thanh Trúc, vất vả ngươi, mẫu thân cũng muốn trở về với ngươi, chẳng qua là, ta hồn huyết còn ký thác vào pháp tắc thần trên đá, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem pháp tắc thần thạch lột bỏ tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong bầu trời đêm luân hồi chi bàn lộ ra vô cùng hùng vĩ, đó là thiên tổ lưu lại cấm chế, pháp tắc thần thạch đã cùng cái kia luân hồi chi bàn khảm nạm tại cùng một chỗ, linh hồn của nàng liền ký thác vào phía trên. Nàng muốn về nhà, nhất định phải đem pháp tắc thần thạch lột bỏ đến mang đi. Bá mẫu, chỉ cần đem nơi đây thánh tuyển lấy đi, trên trời cấm chế mất đi năng lượng đầu nguồn, liền sẽ sụp đổ, pháp tắc thần thạch là có thể rớt xuống, là thế này phải không? Diệp Thần nhìn trước mắt lành lạnh thánh tuyển chi thủy, nội tâm có chút ý động, này thánh tuyển chi thủy năng lượng vô cùng dồi dào, nếu là có thể lấy đi, về sau là hắn có thể có đại lượng đặc thù nhiên liệu, thôi động đủ loại thần thông bí pháp. Liền không cần lại đối thân thể tạo thành tiêu hao rất nghiêm trọng cùng tổn thương. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, lấy đi thánh tuyển chi thủy, hoàn toàn chính xác có thể cho pháp tắc thần thạch rớt xuống, nhưng này thánh tuyển chi thủy, có thể nói là cấm kỵ chi nguyên, bên trong ẩn chứa thiên tổ năm đó cực lớn tâm tình bi thương, người bình thường nhúng chàm, chỉ có đạo tâm sụp đổ xuống chàng. Lăng Thanh Trúc nói, mẫu thân, vậy phải làm thế nào? Lan Tâm Nhị móc ra một bức tranh quyển, nói, bản vẽ này, là năm đó Phong Tình Tuyết đại nhân lưu lại vĩ đại kỳ quan, cũng là nàng trong giấc mộng cấu tạo hoàn mỹ thế giới, bức họa bên trong có vô hạn giang sơn trong thế giới là một dòng sông dài, các người muốn nhận đi thánh tuyển chi thủy,
chỉ có đem nước suối dẫn vào họa bên trong, rót vào trường hà, mới có thể mang đi, bằng không các ngươi tay không tiếp xúc nước suối, chỉ có đạo tâm sụp đổ, một con đường chết. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, nói, Phong Tình Tuyết là ai? Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói chính là thiên tổ hồng nhan chi kỷ, hình dạng của ta, liền là y theo Phong Tình Tuyết đại nhân bộ dáng chế tạo. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, nguyên lai thiên tổ vị kia hồng nhan chi kỷ, tên gọi Phong Tình Tuyết sao? Hắn biết cái kia hồng nhan tên, lập tức âm thầm suy tính thiên cơ, quả nhiên tại mịt mờ thiên cơ trong sương mù, thấy được một vệt uyển chuyển cắt hình. Nhưng ngoại trừ này bôi cắt hình bên ngoài, Diệp Thần không thu hoạch được gì, căn bản là không có cách nhìn thấy càng nhiều dấu vết, cũng không biết vị kia Phong Tình Tuyết, là tu vi gì, lai lịch ra sao, người lại ở phương nào. Lan Tâm Nhị nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, năm đó Phong Tình Tuyết đại nhân, tự chém thiên cơ, chém đi tự thân trên thế gian hết thảy dấu vết, liền thiên tổ đều quên tên của nàng cùng bộ dáng, thậm chí ngay cả chính ta, đều quên chính mình bộ dáng, nhưng thật ra là y theo Phong Tình Tuyết đại nhân bộ dáng chế tạo. Sau này tuế nguyệt trải qua nhiều năm, ta tại vô tận kỷ nguyên bên trong không ngừng ngược dòng tìm hiểu, ta rốt cục nghĩ tới một chút, nhớ lại Phong Tình Tuyết đại nhân tên, cũng biết mình lai lịch, nhưng trừ cái đó ra, ta lại không biết Phong Tình Tuyết đại nhân đi nơi nào. Ban đầu thiên tổ vị kia hồng nhan, tự chém thiên cơ, ẩn độn rời đi thời điểm, liền thiên tổ đều lâm vào mờ mịt bên trong, bị mất chỗ có tương quan trí nhớ, chỉ nhớ rõ hồng nhan một vệt cắt hình, quên đi hồng nhan tên cùng tướng mạo. Cũng quên đi chính mình từng y theo vị kia hồng nhan bộ dáng, chế tạo ra Lăng Thanh Trúc mẫu thân Lan Tâm Nhị. Lan Tâm Nhị là y theo vị kia hồng nhan bộ dáng chế tạo, giữa hai bên nhân quả mật thiết, cho nên tại vô tận tuế nguyệt về sau, Lan Tâm Nhị nhớ lại vị kia hồng nhan tên, cũng biết mình bộ dáng, liền là dáng dấp của nàng, mà thiên tổ khả năng còn không biết. Lăng Thanh Trúc có chút ngốc trệ, nói, mẫu thân, nguyên lai hình dạng của ngươi, liền là vị kia hồng nhan bộ dáng. Thiên tổ vị kia hồng nhan chi kỷ, gọi Phong Tình Tuyết ha. Vậy chúng ta đến nhanh nói cho thiên tổ. Thiên tổ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khả năng hiện tại còn không biết chân tướng. Lăng Thanh Trúc liền nhìn về phía Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần mới là thiên tổ lắng nghe người, cầm trong tay thiên tổ lệnh, chỉ có hắn mới có thể cùng thiên tổ lấy được câu thông. Lan Tâm Nhị cười nói, cũng là không cần gấp tại nhất thời, chậm một chút lại nói cho thiên tổ cũng không sao, hiện ở đây. Các người vẫn là nghĩ biện pháp, trước lấy đi thánh tuyển chi thủy đi. Nàng đem trong tay cuộn tranh, đưa cho Diệp Thần, muốn thu đi thánh tuyển chi thủy, tay không tiếp xúc là không được, thế gian không ai có thể tiếp nhận thiên tổ bi thương ý chí, chỉ có thể dùng bản vẽ này, đem nước suối dẫn vào cầu bên trong. Diệp Thần tiếp nhận cuộn tranh, chỉ thấy trên quyển trục in thiên nếu có tình bốn chữ, hắn khẽ cau mày, nói thiên nếu có tình. Lan Tâm Nhị nói, bản vẽ này. Liền gọi thiên nếu có tình cầu, là Phong Tình Tuyết đại nhân tự tay chế tạo kỳ quan, bản vẽ này kỳ thật một mực như hình xăm, lạc ấn tại trên người của ta, ta có khả năng đại khái cảm nhận được Phong Tình Tuyết đại nhân năm đó ý chí. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu, bây giờ thiên đạo, chẳng qua là một khỏa băng lãnh vô tình khối Rubik, chư thiên có loại loại sát lục hắc ám, thiên đạo xưa nay không quản, Phong Tình Tuyết đại nhân nói, dạng này không được. Chân chính thiên đạo hẳn là hữu tình, dạng này mới có thể dùng thành lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần hỏi, vị kia Phong Tình Tuyết đại nhân, là 72 trụ thần một trong sao? Lan Tâm Nhị trầm ngâm một thoáng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết, thiên cơ dấu vết ma diệt đến quá lợi hại, ta chỉ nhớ rõ Phong Tình Tuyết đại nhân tên, lại không biết thân phận của nàng. Nàng năm đó chế tạo thiên nếu có tình cầu, là muốn sáng tạo một cái thiên đạo hữu tình thế giới. Mà không phải vô tình. Thiên nếu có tình cầu bên trong, có một đầu bể tình, cái kia chính là nàng xây dựng thiên đạo hóa thân. Lan Tâm Nhị đem đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần trên tay, cũng đem linh khí quán chú đi qua, Diệp Thần trong tay thiên nếu có tình cầu, lập tức toát ra một cỗ phát sáng, hiển hóa ra một bức cẩm tú giang sơn bức họa. Tại cái kia cẩm tú giang sơn trung ương, một dòng sông dài lẳng lặng ngưng kết lấy, giang sơn mưa bụi như vẽ, hình ảnh là lưu động. Có phi điều tẩu thú, nhưng này đầu trường hà, lại là đứng im bất động, thoạt nhìn có chút đột ngột. Con sông này, Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nhìn xem đầu kia trường hà. Lan Tâm Nhị nói, cái này là bể tình, bất quá còn không có khởi động, cho nên nước sông đứng im không chảy. Hiện thời thiên đạo, là một khỏa khối Rubik, mà Phong Tình Tuyết đại nhân tư tưởng thiên đạo,
liền là một đầu sông, một đầu bể tình, là nàng tư tưởng hữu tình hạch tâm của thế giới. 28 tháng 11 năm 2023 tác giả, gió sẽ cười. Nếu muốn đánh tạo hữu tình thế giới, liền cần khởi động bể tình, nhưng bể tình lưu chuyển, tẩm bổ muôn vẻ, nhưng nghĩ khởi động bể tình, cần chút xuống đại lượng tài nguyên cùng tình cảm. Tài nguyên phương diện này, cái kia còn dễ nói, nhưng tình cảm chút xuống, lại không quá dễ dàng, cần một khỏa quyến luyến thương sinh, thương hại thiên hạ đại ái chi tâm. Năm đó Phong Tình Tuyết đại nhân, nàng một người tâm, còn chưa đủ để khởi động bể tình, nàng mong muốn cùng thiên tổ cùng một chỗ tắm gội tại bể tình bên trong, sau đó khởi động bể tình, sáng tạo một cái hữu tình thế giới. Bất quá hết sức đáng tiếc, nguyện vọng của nàng không có thực hiện, nàng ẩn chui, thiên tổ cũng ẩn chui, này tấm thiên nếu có tình cầu, liền lưu trong tay ta, ta cũng không biết xử lý như thế nào. Ai, luân hồi chi chủ, ta hôm nay liền đem thiên nếu có tình cầu truyền cho ngươi đi. Tương lai như có một ngày, ngươi gặp được Phong Tình Tuyết đại nhân, có thể đem bản vẽ này quyển trả lại cho nàng. Diệp Thần nội tâm chấn động, nhìn xem cái kia lẳng lặng ngưng kết bể tình, chỉ cảm thấy vô biên thần bí, thiên tổ tâm, Phong Tình Tuyết tâm, tâm huyết của bọn hắn, khả năng đều đã từng tập trung vào qua yêu trong sông. Bể tình năng lượng, cũng là vô cùng dồi dào, đó là đủ để tẩm bổ thế giới, xây dựng tân thiên địa năng lượng. Lan Tâm Nhị tầm mắt vừa nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, nói Thanh Trúc, ngươi tu vi có chút kém a, chỉ lo tu luyện cơ giới chi đạo, lại không để ý đến bản thể tu vi, dạng này không được. Ngươi cùng luân hồi chi chủ, liền vào bể tình bên trong, trước tắm gội một phiên đi, bể tình bên trong ẩn chứa đầy đủ linh khí, đủ để cho ngươi tu vi tinh tiến. Lăng Thanh Trúc gương mặt lập tức đỏ lên, nói tắm gội bể tình. Này, mẫu thân! Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lan Tâm Nhị nói, ta chỉ gọi ngươi tu luyện, ngươi suy nghĩ lung tung chút gì. Mẫu thân tại bên cạnh ngươi, còn có thể giúp đỡ chiếu khán một thoáng, ngươi liền cùng luân hồi chi chủ đi bể tình tắm gội đi. Diệp Thần khẽ giật mình, cười khổ hạ nói ra, bá mẫu, ta cũng không cần đi. Lan Tâm Nhị nói, tắm gội bể tình, một người tắm gội là không được, một người sẽ chỉ thấy vô biên cô độc, nhất định phải hai người cùng một chỗ tắm gội. Bể tình năng lượng mới có thể có hiệu lực, bằng không sẽ chỉ cắn trả lòng người. Năm đó ta, liền từng thử qua một người tại bể tình bên trong tắm gội, kết quả ta cảm nhận được vô biên cô độc, bất quá cô độc cũng tốt, ta có cô độc chi tâm, liền có tâm cùng linh hồn, khôi lỗi ban đầu là không có tâm. Ai, bất quá có tâm, ta liền nếm đến cô độc mùi vị, quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Chính nàng thử qua cô độc mùi vị. Cho nên liền không muốn lại nhìn thấy Lăng Thanh Trúc cũng lâm vào cô độc bên trong, cho nên liền gọi Diệp Thần tiếp khách. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, thế mới biết, mẫu thân nàng là tâm, là thế nào đản sinh ra, nguyên lai là bởi vì một người tắm gội bể tình, cho nên thấy cô độc, liền có cô độc chi tâm. Luân hồi chi chủ, ngươi nguyện ý theo ta sao? Lăng Thanh Trúc gương mặt đỏ lên, thanh âm thăm thẳm nói. Diệp Thần ho khan một thoáng. Nhìn một chút Lan Tâm Nhị, lại nhìn một chút tiểu mạt lị đang nháy mắt nhìn xem hắn, từ đầu đến cuối nàng đều không có ngắt lời, rất là nhu thuận bộ dáng. Bá mẫu, vậy ngươi trước chiếu cố tốt mạt lị, ta cùng Thanh Trúc vào bể tình một chuyến. Thánh Tuyền chi thủy bốn phía, còn tràn ngập một từng lớp sương mù, tinh diên khẳng định không có đi xa, Diệp Thần sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói tốt. Ta sẽ chiếu cố tốt thiên đạo nữ thần, các ngươi đi thôi, chờ tắm gội hoàn tất, các ngươi quen thuộc thiên nếu có tình cầu pháp tắc, lại đi thu lấy thánh tuyển chi thủy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần ừ một tiếng, cùng Lăng Thanh Trúc tướng liếc mắt một cái, hắn 10 điểm bình tĩnh, cũng là Lăng Thanh Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi thôi. Diệp Thần cười cười, liền tiên tiến vào thiên nếu có tình cầu bên trong. Lăng Thanh Trúc cắn cắn môi đỏ, cũng đi theo vào. Hai người bước vào thiên nếu có tình cầu thế giới, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là vô biên vô tận cẩm tú giang sơn, phồn hoa đại địa, chim bay cá nhảy tranh giành, trời xanh mây trắng ung dung, khí tượng 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng ở này nhẹ nhàng khoan khoái khí tượng phía dưới, lại giấu giếm đại khủng bố, lớn hai bên đường, cỏ hoang tùm, khắp nơi đều là nửa đậy chôn lấy bạch cốt, không biết có nhiều ít khô héo thi thể, một đường liên miên. Rất nhiều thi hài a. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy cỏ hoang trong đất bùn thấp thoáng thi hài, không khỏi lấy làm kinh hãi,
thậm chí sau lưng trận trận ý lạnh, phảng phất muốn bị trước mắt hết thảy thôn phệ. Diệp Thần nhướng mày, hơi vừa suy tính, nói, xem ra cái thế giới này, đã từng là có người tồn tại, có thể là Phong Tình Tuyết tín đồ. Phong Tình Tuyết tự chém thiên cơ, khả năng đem bọn hắn đều giết sạch đi. Lăng Thanh Trúc trong lòng siết chặt, không tự chủ được bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần cười cười, kỳ thật hắn cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chân tướng như thế nào, hắn cũng không biết, mà lại cũng không trọng yếu. Hắn mang theo Lăng Thanh Trúc, rất nhanh liền đi vào yêu trên bờ sông. Bể tình lặng lặng ngưng kết như hồ, sông lớn như long mạch, theo thế giới một mặt kéo dài đến một chỗ khác, nước sông bên trên tràn ngập khinh yên sương mù, như mộng như ảo, nhưng một mực đứng im không chảy nước sông, thoạt nhìn có điểm quái dị. Này bể tình năng lượng, hoàn toàn chính xác có chút đầy đủ, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đứng tại yêu trên bờ sông, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bể tình năng lượng linh khí sung túc, nếu có thể tiến vào bể tình bên trong tu luyện, hắn đoán chừng tu vi của mình cũng có thể đi theo đột phá. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự, trực tiếp nhảy vào bể tình bên trong. Lăng Thanh Trúc gương mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút, cắn cắn môi đỏ, cũng đi theo nhảy tiến vào. Phù phù. Hai người nhảy vào bể tình, tóe lên một chút bọt nước. 28 tháng 11 năm 2023 tác giả, gió sẽ cười. Bể tình bên trong, yên thủy sương mù tràn ngập, như mộng như ảo, Diệp Thần nhảy một cái tiến đến, liền thấy một hồi ấm áp, nhu nhuận, giống như chung quanh quanh quẩn cũng không là nước sông. Mà là từng đoàn mềm mại lông ngỗng, bông vải, mây trắng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, cả người rõ ràng ngâm mình ở trong nước sông, lại phảng phất trôi dạt đến trên trời. Mà Lăng Thanh Trúc nhảy vào bể tình về sau, gương mặt xoạt đến một thoáng trở nên vô cùng đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập lên, nàng đôi mắt như chứa thu thủy, ngắm nhìn Diệp Thần, mang theo vô hạn quyến luyến cùng yêu thương. Đầu này bể tình có thể đại đại ảnh hưởng người đạo tâm, coi như là hung ác hơn nữa, lại cuồng lệ, lại tàn bạo người, rơi vào yêu trong sông, một trái tim đều sẽ trở nên mềm mại, cả người đều sẽ trở nên ôn nhu. Lăng Thanh Trúc thái độ đối với Diệp Thần, ban đầu liền 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn sùng bái, giờ phút này rơi vào bể tình bên trong, cái kia càng là tâm dao động tình trì, khó mà khắc chế. Luân hồi chi chủ, ta, Lăng Thanh Trúc nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng là ngâm mình ở trong nước sông, nàng lại thấy kiều khu phát nhiệt, toàn thân lạnh cóng, tâm tình nhộn nhạo, rồi lại là trống rỗng, mong muốn bị đồ vật gì lấp đầy. Đầu này bể tình, ký thác Phong Tình Tuyết đại ái chi tâm, ngoại trừ đại ái bên ngoài, còn có nhi nữ tư tình tiểu ái, dù sao nàng cũng là ưa thích thiên tổ, huyễn tưởng qua cùng thiên tổ cùng một chỗ tắm gội bể tình, sau đó khai sáng một cái chỉ có yêu nhau, không có tương sát hoàn mỹ thế giới. Phong Tình Tuyết năm đó lưu lại cảm xúc, Lăng Thanh Trúc chỗ nào có thể ngăn cản, nàng nhảy một cái vào bể tình, một trái tim liền bị vô biên quyến luyến yêu thương tràn đầy, nhìn về phía Diệp Thần tầm mắt, ngoại trừ ôn nhu bên ngoài, còn có vô biên nóng rực. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cũng là không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng thấy Lăng Thanh Trúc cái kia nóng rực ánh mắt, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, Lăng cô nương, ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Trúc toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Lắp bắp nói ta có việc, ta nghĩ. Nàng ấp a ấp úng, nói không ra lời, lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Tĩnh tâm tu luyện đi. Diệp Thần nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu bể tình bên trong năng lượng linh khí. Bể tình phần lớn năng lượng, đều lắng động tại sông ở dưới đáy, cần để cho bể tình chảy động về sau, những cái kia cất giấu năng lượng linh khí, mới có thể kích phát ra tới. Bất quá nước sông mặt sông ẩn chứa linh khí. Cũng đầy đủ nhường Diệp Thần tu vi đột phá. Hắn lẳng lặng hô hấp lấy, chậm rãi hấp thu luyện hóa bể tình linh khí. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần đã nhắm mắt lại, cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên áp vào Diệp Thần trên thân, một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc như thế chủ động, sau đó hắn liền thấy, hai mảnh ướt át bờ môi, phong bế miệng của mình. Bể tình yên thủy mông lung sương mù. Che lại hai người thân thể, hai cỗ thân thể rất nhanh liền yên thủy trong sương mù dây dưa. Diệp Thần thấy trước nay chưa có thoải mái, tại bể tình linh khí tẩm bổ dưới, tu vi của hắn trực tiếp đột phá, đạt đến thiên nguyên cảnh 8 tầng đỉnh phong, một luồng kim quang theo trong thân thể của hắn lao ra, xông thẳng tới chân trời, luân hồi khí tượng sục sôi.
Lăng Thanh Trúc lưu luyến không rời cùng Diệp Thần tách ra, nàng lúc này toàn thân không được mảnh vải, nhẹ khẽ cắn môi đỏ, bộ dáng thoạt nhìn rất là mê người, nói ra, luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, ta. Tắm gội qua bể tình linh khí về sau, nàng tu vi cũng tăng tiến rất nhiều, đặc biệt vừa mới cùng Diệp Thần có tiếp xúc da thịt, cái kia càng là đạt được chỗ tốt cực lớn, gió xuân hoa đào, mặt mày hồng hào. Ra ngoài đi, chúng ta còn có chuyện phải xử lý đây. Diệp Thần mỉm cười, cũng không có quá chú ý chuyện mới vừa rồi, hắn cùng Lăng Thanh Trúc có tiếp xúc da thịt, xem như đưa Lăng Thanh Trúc một trận đại tạo hóa, dù sao hắn luân hồi tinh nguyên có thể là hết sức chân quý, đây coi như là hắn đối Lan Tâm Nhị tạ ơn. Bên ngoài giống như có tiếng đánh nhau, không biết mẫu thân của ta cùng thiên đạo nữ thần thế nào. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết là mẫu thân cố ý đưa nàng cùng Diệp Thần an bài tại cùng một chỗ, nội tâm vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Lan Tâm Nhị an bài, dùng thân phận của Lăng Thanh Trúc, căn bản không có tư cách cùng Diệp Thần nhảy vào bể tình. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, dòng cũng là nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, đoán chừng là Tinh Diên cuối cùng nhịn không được động thủ, bất quá hắn tin tưởng dùng Lan Tâm Nhị thực lực, đầy đủ đối phó Tinh Diên. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Lăng Thanh Trúc cùng một chỗ, rời đi thiên nếu có tình cầu, một lần nữa hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Chỉ thấy Thánh Tuyền bên cạnh, quả nhiên là có hai bóng người chiến đấu, một người trong đó là Lan Tâm Nhị, một người khác chính là Tinh Diên. Tinh Diên toàn thân làn da, đều bảo bọc từng đạo màu đen chú ấn, trên trán thậm chí có cái hắc động vòng xoáy khủng bố ấn ký, nàng hiển nhiên là mượn Hắc Hoàng Đế lực lượng. Tại Hắc Hoàng Đế lực lượng ra chỉ dưới, Tinh Diên có khả năng ngắn ngủi đối kháng Thánh Tuyền bi thương cấm chế, thậm chí có thể cùng Lan Tâm Nhị giao thủ. Bất quá! Lan Tâm Nhị dù sao cũng là thiên tổ tạo vật, bản thân thực lực phi thường cường hãn, năm đó nàng bị Huyền Vũ Đế Quân giết chết, chỉ là bởi vì tâm tư đơn thuần, chúng bẫy dập bị lừa giết thôi, nếu như chính diện đối quyết, liền Huyền Vũ Đế Quân đều không phải là địch thủ của nàng. Coi như nàng chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng dựa vào Thánh Tuyển ưu thế về địa lý, còn có trên trời pháp tắc thần thạch bảo hộ, thiên thời địa lợi gia trì, muốn đối kháng Tinh Diên, đó là dư xài. Chỉ thấy Tinh Diên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, không ngừng mãnh liệt đâm mãnh công, nhưng Lan Tâm Nhị khí định thần nhàn tránh né, thỉnh thoảng xuất trường trong nháy mắt đánh trả, Tinh Diên lại không chiếm được nửa chút lợi lộc. Tinh Diên ma nữ, đừng đánh nữa, người đánh không lại ta, giữa chúng ta chênh lệch liền là như thế. Lan Tâm Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên. Nếu như ở bên ngoài, nàng khẳng định không phải Tinh Diên địch thủ, nhưng nơi này là Thánh Tuyển chi nhãn, Thánh Tuyển trên mặt đất. Pháp tắc thần thạch tại thiên, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi tiện nghi, mà Tinh Diên còn muốn phân tâm đi đối kháng thiên tổ lưu lại bi thương cấm chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là Lan Tâm Nhị chiếm hết phần thắng. Một bên quan chiến tiểu mạt lị thực 10 điểm khẩn trương đứng đấy, kêu lên, đại tỷ tỷ này ánh mắt thật là dọa người, nàng giống như mong muốn ăn ta, ngươi nhanh lên đánh bại nàng đi. Tinh Diên trong chiến đấu, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu mạt lị. Ánh mắt mang theo thật sâu hung lệ cùng thích xiết chóc, phảng phất mong muốn đem tiểu mạt lị nuốt mất, có chút dọa người. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, đang chờ thi triển thủ đoạn trấn áp Tinh Diên, nhìn thấy Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc ra tới, vô ý thức nói các ngươi ra tới. Nàng thoáng phân tâm, liền là như thế một thoáng phân tâm trong nháy mắt, Tinh Diên tầm mắt phát lạnh, nắm chặt cơ hội, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong, thân thể như mị ảnh bay tập mà ra, nhưng không là công kích Lan Tâm Nhị. Cũng không phải công kích Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc, mà là trực tiếp hướng về tiểu mạt lị vọt tới. Lần này nổi lên biến cố, người nào cũng chưa từng ngờ tới. Ôi! Lan Tâm Nhị kinh hô một tiếng, lúc này tiểu mạt lị còn tại nàng đằng trước vẽ vòng sáng bên trong, có cái kia vòng sáng thủ hộ, bình thường thiên đế đều không thể công phá, Tinh Diên đánh giết hướng tiểu mạt lị thời điểm, vòng sáng lập tức nổ lên một tầng kim quang, đưa nàng thân hình ngăn lại. Nhưng... tầng kim quang này, liền Tinh Diên một sát đều ngăn không được. Tinh Diên trong tay trường kiếm màu đen, mang theo thiên ngoại trụ thần uy áp mạnh mẽ, chỉ nhất kiếm, liền đem tầng kia thủ hộ kim quang phá mất, bàn tay nàng hướng phía trước một túm, trực tiếp liền tóm lấy tiểu mạt lị yết hầu. Tỷ tỷ, đừng, chớ ăn ta. Tiểu mạt lị lập tức hoảng rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cổ tay nàng bên trên mang theo Lan Tâm Nhị cho cấm chế vòng tay, lực lượng trong cơ thể bị trói lại. Giờ phút này chịu Tinh Diên chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng.
Tinh Diên Nanh Lệ cười một tiếng, hai cái nanh ở dưới bóng đêm lộ ra vô cùng dữ tợn, nàng đem Tiểu Mạt Lị nhấc lên, sau đó như cái vampire, cắn về phía Tiểu Mạt Lị cái kia tinh tế trắng nõn nhỏ cổ, lộc cộc hút lên máu tới. Tiểu Mạt Lị bị hấp huyết, tựa như sắp chết ếch xanh, tay chân co rút lấy, rất nhanh mất đi ý thức. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Diệp Thần thấy cảnh này, kinh hãi đến tột đỉnh, chợt quát lên, dừng tay. Hắn lập tức bùng nổ thiên quang luân hồi trảm, toàn thân nổ lên tinh khiết ánh sáng màu trắng, vô tận hào quang trong nháy mắt hóa thành một đạo phong duệ kiếm khí, trực hướng về Tinh Diên chém đi. Lúc này Diệp Thần tu vi, đã tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng đỉnh phong, thi triển thiên quang kiếm nói, càng là thuận buồm xuôi gió, nhanh như gió lôi. Tinh Diên mắt thấy đến Diệp Thần kiếm quang chạm đến, liền ném mất Tiểu Mạt Lị lùi lại. Diệp Thần vội vàng đem Tiểu Mạt Lị tiếp được, chỉ thấy cổ nàng đã có hai cái khủng bố thật sâu cắn ấn, còn không ngừng bốc lên khói đen. Hắn thăm dò Tiểu Mạt Lị mạch đập, liền thấy trong cơ thể nàng khí huyết trống rỗng, máu tươi đã bị Tinh Diên hút đi hơn phân nửa, may mắn không có thương tới linh hồn căn cơ, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, còn có khôi phục khả năng. Cảm nhận được này, Diệp Thần thoáng buông lỏng một hơi, cũng may mà hắn ra tay kịp thời. Nguy rồi, thiên đạo nữ thần trong cơ thể thánh tuyển năng lượng, đều bị hút đi. Lan Tâm Nhị nhìn thấy Tiểu Mạt Lị hôn mê, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức vội la lên. Thánh tuyển! Diệp Thần trong lòng run lên, ngước mắt nhìn về phía Tinh Diên, chỉ thấy thời khắc này Tinh Diên, phảng phất đạt được thiên đại linh khí trợ lực, toàn thân hô hô toát ra bóng đêm vô tận sát khí, năng lượng cuồn cuộn. Tiểu nha đầu này uống đại lượng thánh tuyển chi thủy, cũng là tiện nghi ta, a a a a. Luân hồi chi chủ, ta nói qua, nếu ta có thể được đến thánh tuyển, nhất định có khả năng giết ngược lại ngươi. Tinh Diên hai con ngươi lộ ra vô tận hung quang, nàng hút Tiểu Mạt Lị máu, cũng không là muốn hấp thu thiên đạo nữ thần linh hồn, hoặc là đấu chiến thần linh hồn năng lượng, cái kia hai đạo linh hồn năng lượng, căn bản không phải bất luận cái gì người có khả năng hấp thu. Nàng muốn hấp thu là Tiểu Mạt Lị trong cơ thể, thánh tuyển chi thủy năng lượng. Nàng mấy ngày nay một mực tiềm phục tại thánh tuyển phụ cận, tận mắt thấy Tiểu Mạt Lị uống đại lượng nước suối, chính nàng khó mà trực tiếp tiếp xúc thánh tuyển, nhưng thông qua hút Tiểu Mạt Lị máu, lại là có thể gián tiếp đạt được thánh tuyển chi thủy linh khí chúc phúc. Hiện tại, Tinh Diên đạt được thánh tuyển chi thủy linh khí tẩm bổ, toàn thân khí tức quả thực là sục sôi nổ tung, so với dĩ vãng còn muốn hung mãnh rất nhiều. Mà lại, nàng hấp thu thánh tuyển chi thủy năng lượng về sau, tự thân cũng đã nhận được thánh tuyển địa mạch chúc phúc. Diệp Thần bên này, Lan Tâm Nhị là rốt cuộc chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nàng nếu là lại cùng Tinh Diên chiến đấu, chỉ sợ 10 hiệp bên trong liền muốn thua. Lan Tâm Nhị thật sâu chấn động, lập tức liền thấy vô biên nguy hiểm cùng uy hiếp. Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, đem hôn mê Tiểu Mạt Lị giao cho Lăng Thanh Trúc trong tay, nói các ngươi lui ra phía sau một chút. Lăng Thanh Trúc ôm Tiểu Mạt Lị, cùng Lan Tâm Nhị nhìn nhau, hai người song song lui lại. Tinh Diên đạt được thánh tuyển chi thủy trợ lực về sau, khí thế quá hung mãnh, trận trận sát khí gợn sóng gào thét tới, các nàng đều không chống chịu được. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem hung mãnh như vậy Tinh Diên, hắn cũng biết, mong muốn trấn áp đối phương, nhất định phải sử xuất toàn lực. Đạo Thiên Kiếm, buông xuống. Cuồn cuộn mãnh liệt chiến đấu ý niệm. Hóa thành kim quang, theo Diệp Thần đỉnh đầu vọt lên, bắn nhanh thương thiên, cuồn cuộn kim quang bên trong hiển hóa ra vô biên kiếm khí uy thế, một thanh vạn trượng cao nguy nga cự kiếm, lập tức ở trong sân nổi lên. Đó là Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Không phải hắn bình thường thường dùng tiểu Đạo Thiên Kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Đạo Thiên Kiếm phía trên, khắc đầy mơ hồ cổ lão phù văn, bàng bạc có thể so với thiên đạo khí tức. Lập tức ở trong sân lan tràn ra, trực tiếp liền trái lại ngăn chặn Tinh Diên khí tức. Đạo Thiên Kiếm, khắc lập thiên đạo, thật là lớn khí phách. Lan Tâm Nhị nhìn thấy Diệp Thần gọi ra Đạo Thiên Kiếm, không khỏi lấy làm kinh hãi, lại nhìn một chút Lăng Thanh Trúc trong ngực ôm Tiểu Mạt Lị. Trong hôn mê Tiểu Mạt Lị, tại Diệp Thần gọi ra Đạo Thiên Kiếm về sau, non nớt thân thể hơi hơi co quắp một thoáng. Lăng Thanh Trúc nói, như luân hồi chi chủ thật khắc lập thiên đạo. Cái kia thiên đạo nữ thần đi con đường nào? Tinh Diên nhìn thấy Diệp Thần lại gọi ra Đạo Thiên Kiếm, cũng là có một loại bị thiên đạo nghiền ép áp lực thật lớn, nhưng nàng không chút kinh hoàng, lãnh khốc nói. Luân hồi chi chủ,
ngươi át chủ bài quả nhiên cường hãn. Bất quá, ta nói, tại ngươi phía trên. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên toàn thân sát khí sôi trào đến càng là mãnh liệt, cả người làn da, theo bị màu đen chú ấn bao trùm bộ dáng, trực tiếp hóa thành như địa ngục hắc ám màu sắc, cho tàn làn da chớp động lên u quang, ma khí, âm khí, sát khí cuồn cuộn hỗn hợp, ở sau lưng nàng triển khai một bức kinh khủng cuộn tranh. Bức kia cuộn tranh, là địa ngục cuộn tranh, lơ lửng một cái luân hồi chi bàn, luân hồi chi bàn phía trên khảm nạm thất tinh theo luân hồi chuyển động, nhưng chỉ có một ngôi sao là phát sáng. Cái kia viên phát sáng tinh thần, đúng là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, ma ngục mệnh tinh. Thân đọa ma âm, luân hồi địa ngục, mở. Tinh Diên tại nhe răng cười, trực tiếp mở ra một bức địa ngục cuộn tranh, trong địa ngục có vô tận oan hồn, vô tận tử linh, vô tận tu la, tại kêu rên, đang gầm thét, tại thống khổ, tê tâm liệt phế, còn có đủ loại thi sơn huyết hải, núi đao luyện ngục, vô gian địa ngục, máu thịt vũng bùn thảm liệt cảnh tượng, không ngừng tại người trước mặt hiển hiện. Theo này luân hồi địa ngục cuộn tranh bày ra, trong bầu trời đêm tinh nguyệt hào quang, lập tức liền ảm đạm đi, bốn phương tám hướng sa mạc cồn cát, đã không thấy được, hoàn toàn bị địa ngục hư thối máu thịt huyễn tượng chỗ lấp đầy, trong không khí tràn ngập gai mũi mục nát mùi vị. Luân hồi địa ngục, ma ngục mệnh tinh biến ảo địa ngục, người chấp trưởng ma ngục mệnh tinh. Diệp Thần thấy Tinh Diên huyễn hóa ra luân hồi địa ngục, lập tức rất đỗi chấn động, còn tưởng rằng Tinh Diên đã chấp trưởng ma ngục mệnh tinh. Nhưng chợt hắn liền phủ định ý nghĩ này, lắc lắc đầu nói. Không, ngươi không có chấp trưởng ma ngục mệnh tinh, ngươi không biết dùng thủ đoạn gì, lại đánh cắp ma ngục mệnh tinh một tia năng lượng. Diệp Thần đã nhìn ra, Tinh Diên biến ảo địa ngục, trên thực tế là đánh cắp ma ngục mệnh tinh một tia năng lượng biến thành. Chân chính ma ngục mệnh tinh, cũng không trong tay Tinh Diên, ai cũng không biết ở nơi nào. Cái gì đánh cắp, sư phụ ta Thiên Nam tu. Chính là thiên tổ Khâm Định thủ ngục người, hắn từng chấn thủ luân hồi địa ngục, thậm chí vì thế bỏ ra thân đọa ma âm đại giới. Ma ngục mệnh tinh, chỉ có thiên tổ có tư cách chấp trưởng. Luân hồi chi chủ, người chẳng qua là tiếm chủ, người đều không có tư cách trưởng khống ma ngục mệnh tinh. Ha ha, bất quá, nếu người nghĩ nhìn thấy ma ngục mệnh tinh hào quang, ta có khả năng đưa người xuống địa ngục. Tinh Diên ý cười vô cùng xâm nghiêm, sư phụ của nàng Thiên Nam tu. Cũng chính là sát thiên điện chân chính điện chủ, ban đầu là thiên tổ Khâm Định thủ ngục người, phụ trách chấn thủ tại không không thời không luân hồi địa ngục, nhưng sau này thiên tổ ẩn độn, cái kia luân hồi địa ngục dần dần sụp đổ, Thiên Nam tu liền không còn là thủ ngục người. Nhưng, lúc trước chấn thủ luân hồi địa ngục, Thiên Nam tu cũng là nắm giữ một tia ma ngục mệnh tinh năng lượng, này một tia năng lượng truyền đến Tinh Diên trên tay, giờ phút này liền bày ra hóa thành một mảnh địa ngục tranh cảnh. Tinh Diên cũng không là luân hồi chi chủ, cũng không phải thiên tổ Khâm Định thủ ngục người, nàng mong muốn trưởng khống này một tia ma ngục mệnh tinh năng lượng, nhưng thật ra là vô cùng chật vật, cũng chỉ có bây giờ, hấp thu thánh tuyển chi thủy linh khí về sau, tha phương có thể thi triển đi ra. Đưa ta xuống địa ngục, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Diệp Thần tầm mắt phát ra lạnh, thôi động vạn trượng cao đạo thiên kiếm, bắn ra vô cùng rực rỡ thuần trắng hào quang, liền hung hăng hướng về Tinh Diên chém đi. Ma âm bạch cốt tay. Tinh Diên nhe răng cười, sau lưng địa ngục sát khí sôi trào, huyễn hóa ra hai cái to lớn bạch cốt ma chảo, một mực ma chảo đón đỡ hướng Diệp Thần đạo thiên kiếm, một cái khác ma chảo hướng Diệp Thần thân thể chộp tới, muốn đem hắn kéo vào trong địa ngục. Răng rắc. Diệp Thần đạo thiên kiếm, rực rỡ hung mãnh, chỉ nhất kích, liền đem Tinh Diên bùng nổ một đầu bạch cốt ma chảo chém vỡ, nhưng kiếm thế cũng đình trệ xuống tới. Mà Tinh Diên một cái tay khác chảo đã giết tới Diệp Thần trước mặt. Tại cái kia to lớn đến tựa như che trời móng vuốt phía dưới, Diệp Thần thân thể lộ ra như con kiến hôi nhỏ bé. Bất quá, Diệp Thần không chút kinh hoàng, đang muốn thi triển luân hồi pháp đối kháng, nhưng lúc này, một đầu tràn ngập kim loại lạnh lùng sáng bóng cơ giới bàn tay lớn, theo trong cơ thể hắn nhô ra, bắt lấy cái kia bạch cốt ma chảo, răng rắc đem nghiền nát. Sau đó, một đầu cơ giới khôi lỗi liền theo Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa đi ra, nguy nga to lớn, như một ngọn núi cao như vậy, toàn thân đều là đúc bằng kim loại, hiện ra hoàng kim cùng thanh đồng màu sắc, khắc lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, một đôi đồng tử hiện ra màu vàng kim, tràn đầy trí tuệ hào quang, trong tay dẫn theo một thanh tinh khiết ánh sáng màu trắng trường kiếm. Chú Tinh Long Thần. Diệp Thần nhìn thấy đầu này cơ giới khôi lỗi xuất hiện, lập tức một hồi kinh hỉ.
Đầu này cơ giới khôi lỗi, chính là chú tinh long thần. Xem bộ dáng, chú tinh long thần linh hồn, cùng cái kia đúng với máy móc chi thân, đã hoàn toàn dung hợp một thể, khí thế vô cùng mênh mông. Ban đầu Diệp Thần chế tạo cơ giới chi thân, nhìn từ bề ngoài tuy là một người trợ cao, nhưng trên thực tế bởi vì khắc họa có rất nhiều không gian phù văn, cái kia cơ giới chi thân là có thể biến lớn, biến thân vạn trượng cao cũng không thành vấn đề. Chú tinh long thần linh hồn đúc nóng trở ra, dùng linh hồn hắn cường đại, thậm chí có thể cho này đúng với máy móc chi thân, biến thành che trời che vũ lớn nhỏ, xem quần tinh như viên đạn, che đậy vũ trụ nhật nguyệt như đế lâm, tựa như hắn đỉnh phong thời điểm uy nghiêm. Lăng Thanh Trúc cùng Lan Tâm Nhị, nhìn thấy chú tinh long thần bộ dáng, cũng là vô cùng giật mình, các nàng từ nơi này đầu cơ giới khôi lỗi trong cơ thể, cảm nhận được vô cùng cường đại linh hồn khí tức, cái kia linh hồn mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, kém cỏi nhất cũng có đỉnh cấp thiên đế thực lực. Là xa cổ đại thần, chú tinh long thần linh hồn. Lan Tâm Nhị kiến thức rộng rãi, lập tức liền bắt được chú tinh long thần linh hồn khí tức. Cái gì? Tinh Diên thấy thế, kinh hãi đến tột đỉnh, liên tiếp lui về phía sau. Nàng vốn đang coi là, đạo thiên kiếm liền là Diệp Thần cuối cùng lá bài tẩy, không nghĩ tới còn có thể triệu hồi ra một đầu cơ giới khôi lỗi. Nói đúng ra, đó không phải là khôi lỗi, mà là có được linh hồn độc lập cùng trí tuệ tồn tại, mà lại là khá cường đại linh hồn, là viễn cổ lục đạo cổ thần một trong, chú tinh long thần linh hồn. Ha ha, mộ chủ, đa tạ người ban thưởng cho thân thể của ta. Mặc dù linh hồn của ta, còn không có triệt để thích ứng thân thể này, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống động. Chú tinh long thần hướng về phía Diệp Thần mỉm cười, sau đó nắm chặt lại nắm đấm, kim loại cùng cơ giới xây dựng thành khớp nối, phát ra răng rắc tiếng vang, nghe có dị thường bạo lực. Mà Diệp Thần ban thưởng cho hắn kiếm quang, tại chính hắn lực lượng linh hồn quán chú, giờ phút này đã bắn ra vô biên rực rỡ, chiếu rọi Nam Châu Thiên toàn bộ thiên địa, hạo đáng vô cùng. Dừng một chút, chú tinh long thần tầm mắt, liền quan sát Tinh Diên, hướng Diệp Thần hỏi, muốn giết nàng sao? Có được thân thể hắn, không còn là cô hồn dã quỷ, toàn thể sức chiến đấu tăng vọt, hắn có lòng tin có khả năng đánh giết Tinh Diên. Diệp Thần thở dài, trước phá hủy cái kia mảnh đất ngục. Chú tinh long thần nói, tuân lệnh. Tiếng nói vừa ra, chú tinh long thần nhanh chân lao ra, giờ phút này hình người cơ giáp hắn, quả thực là một đầu cuồng bạo bá đạo cơ giới võ thần. Dầm 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 nhanh chân bước ra, kích thích cuồn cuộn cương phong cùng cắt bụi, khí thế hung mãnh làm người nghẹt thở, trong tay kiếm quang liền hướng về Tinh Diên sau lưng địa ngục cuộn tranh chém đi. Tinh Diên hít sâu một hơi, tại chú tinh long thần thân hình khổng lồ va chạm dưới, nàng cũng thấy run rẩy, đành phải tránh ra thân hình. Xuy, chú tinh long thần vung lên kiếm quang, sáng chói ánh kiếm màu trắng lướt ngang mà qua, mang theo đỉnh cấp thiên đế uy nghiêm cùng khí tràng, chỉ nhất kiếm. Liền đem cái kia mảnh hắc ám địa ngục cuộn tranh, rất nhiều thi sơn huyết hải huyễn tượng, trong nháy mắt chảm diệt đi. Phốc, địa ngục phá diệt, Tinh Diên tại chỗ nhận cắn trả, phun ra một ngụm máu, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Chú tinh long thần vươn tay, liền muốn đưa nàng bắt sống. Một đầu khôi lỗi, ngươi không có tư cách đụng đến ta. Tinh Diên khẽ cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt, hướng về phía chú tinh long thần gầm hét lên. Sau đó động tác mau lẹ về sau nhảy tới, hai tay một thoáng kết ấn. Hắc Uyên thôn thiên pháp, cho ta thôn phệ. Nàng toàn thân khí huyết đằng một thoáng, đúng là bốc cháy lên, còn có vừa mới hút nhận được thánh tuyển chi thủy linh khí, cũng là trong nháy mắt toàn bộ bùng cháy. Khí huyết cùng thánh tuyển chi thủy năng lượng bùng cháy, làm cho Tinh Diên bộc phát ra vô cùng cường hãn uy thế, thần thông thi triển, rung động ầm ầm, Hắc Hoàng đế bí pháp Hắc Uyên thôn thiên pháp. Liền bị nàng triệt để bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng tạo thành một cái to lớn khủng bố hắc động vòng xoáy. Hô hô hô, lại. Hắc động vòng xoáy điên cuồng chuyển động, bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, muốn đem chú tinh long thần thân thể linh hồn trực tiếp thôn phệ hết. Chú tinh long thần ánh mắt nhất biến, lập tức liền thấy cả người đều bị lôi kéo, muốn hướng hắc động kia vòng xoáy rơi xuống dưới. Hắn cấp tốc chấn định thân hình, hừ một tiếng. Nói, nếu là Hắc Hoàng đế buông xuống, có lẽ còn có thể trấn áp ta, nhưng ngươi bất quá là một cái tầm thường vật chứa, bằng ngươi cũng muốn thôn phệ ta. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta. Chú tinh long thần tức giận, hắn giang hai tay, trực tiếp đem chính mình linh hồn một bộ phận năng lượng, điều động ra tới, tại lòng bàn tay hình thành một cỗ long hồn sát khí,
sau đó cỗ này long hồn sát khí, liền nhanh chóng bị hắn rèn đúc thành tinh thần. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, bản thân liền là chính hắn sáng tạo đỉnh cấp thuật pháp, hắn thi triển ra, vậy dĩ nhiên là xuất thần nhập hóa, dùng linh hồn đúc tinh, lập tức liền rèn đúc ra một khỏa đen kịt hỗn độn long hồn thiên tinh, phía trên vạn long gào thét, tinh quang nổ tung, cực kỳ bá đạo. Oanh! Chú tinh long thần tay cầm đè ép, cái kia long hồn thiên vành đai hành tinh lấy vô cùng uy thế, hung hăng hướng về tinh diên sau lưng hắc động vòng xoáy nổ đi. Nhìn như có thể thôn phệ hết thảy, ép diệt hết thảy hắc động vòng xoáy, nhưng lại không chứa được long hồn thiên tinh nổ lớn. Tinh diên cuối cùng không phải hắc hoàng đế bản thân, nàng chẳng qua là mượn hắc hoàng đế một điểm lực lượng, sức chiến đấu cùng chú tinh long thần so sánh, cái kia tự nhiên là có được chênh lệch không nhỏ. Toàn bộ hắc động vòng xoáy, trực tiếp bị chú tinh long thần long hồn thiên tinh nổ diệt, mạnh mẽ nổ tung xé rách hư không, tinh diên nhận vô cùng to lớn trùng kích. Gương mặt trong nháy mắt hóa thành như chết tái nhợt, một tiếng không hử ngã xuống đất, tuyến thời gian không ngừng băng diệt. Diệp thần lấy làm kinh hãi, dự cảm đến tinh diên lập tức liền phải chết, chú tinh long thần một kích toàn lực, uy thế vẫn là quá kinh khủng, tinh diên căn bản ngăn cản không nổi. Không được, ta không thể nhìn nàng chết. Diệp thần nghĩ thầm, tinh diên trung quy là tinh hải công nữ nhi, hắn đã đáp ứng tinh hải công, nhất định phải mang nàng về nhà. Mặc dù tinh diên ngàn không phải, vạn không phải, Diệp thần cũng không thể mang một bộ tử thi trở về, mắt thấy tinh diên tuyến thời gian liền muốn triệt để gãy mất, Diệp thần phản ứng cực nhanh, ngón tay tại lăng thanh trúc trên thân nhất chỉ, lăng thanh trúc trên người luân hồi thần giáp, liền hóa thành một vệt kim quang bay khỏi ra tới, bắn tới tinh diên trên thân. Răng rác, kim quang lắng động, liền thành một bộ luân hồi thần giáp, tướng tinh diên kiều khu bao lấy. Thần giáp mệnh tinh thủ hộ lực lượng. Bắt đầu phát huy, mạnh mẽ bảo vệ tinh diên một đầu cuối cùng tuyến thời gian. Diệp thần lại vội vàng bày ra thiên nếu có tình cầu, tay cầm cách không một túm, tướng tinh diên bắt lấy, ném đến thiên nếu có tình cầu bên trong bể tình bên trong đi. Bể tình năng lượng dồi dào, có thể nhường tinh diên chữa thương. Trong chớp mắt hoàn thành tất cả những thứ này, Diệp thần mới thoáng buông lỏng một hơi. Chú tinh long thần yên lặng một thoáng, sau đó nói ra, thật xin lỗi. Mộ chủ, ta ra tay nặng. Diệp thần thở dài, tiền bối, trách không được ngươi, là nàng quá phận. Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn nàng hồi trở lại cha mẹ của nàng bên người, để cho nàng thật tốt sửa đổi. Chú tinh long thần nói, ai, được a? Diệp thần hồi đầu nhìn Lan Tâm Nhị cùng Lăng Thanh Trúc, cũng là nhìn nhau thở dài. Tiểu Mạt Lị thế nào? Diệp thần nhìn một chút Lăng Thanh Trúc ôm Tiểu Mạt Lị, hỏi. Lăng Thanh Trúc cũng cúi đầu nhìn Tiểu Mạt Lị liếc mắt, trong hôn mê Tiểu Mạt Lị như ngủ say trẻ mới sinh, mười điểm điềm tĩnh, vẻ mặt cũng là hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn cũng không có cái gì hư nhược bộ dáng, nàng liền nói ra, hẳn là không có gì đáng ngại đi, nàng dù sao cũng là thiên đạo nữ thần, thân thể năng lực khôi phục là rất cường hãn. Diệp thần nhìn một chút Tiểu Mạt Lị cổ, liền thấy nàng vừa mới bị tinh diên cắn bị thương địa phương, vết cắn đã hoàn toàn khép lại, liền một điểm vết sẹo đều không có. Lập tức liền yên lòng, nói, không có việc gì liền tốt. Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, người đảo không cần lo lắng, chỉ cần còn có một hơi tại, giống thiên đạo nữ thần loại cấp bậc này tồn tại, không cần một ngày thân thể là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, loại cấp bậc này sinh mệnh hình dáng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vừa mới Tiểu Mạt Lị bị hấp huyết, vốn là vô cùng hư nhược bộ dáng, Diệp thần còn lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, Tiểu Mạt Lị vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn một chút việc cũng không có, cường đại như vậy năng lực khôi phục, liền Diệp thần đều chấn kinh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Thánh Tuyển Chi Thủy liền tại phụ cận, nơi này linh khí quá nồng nặc, coi như nhận cái gì thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Diệp thần hiện tại liền gật đầu, hướng Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc hai mẹ con nói. Vậy các ngươi trước chiếu cố nàng, ta trước lấy đi Thánh Tuyển Chi Thủy, sau đó chúng ta lại trở về. Lan Tâm Nhị nói, được. Diệp thần tế ra thiên nếu có tình cầu, tầm mắt nhìn chăm chú Thánh Tuyển Chi Thủy, này Thánh Tuyển Chi Thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, muốn dựa vào thủ đoạn lấy đi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng dùng thiên nếu có tình cầu, lại là không có gì thích hợp bằng. Thiên nếu có tình cầu, là phong tình tuyết vĩ đại kỳ quan, thế gian không có so này càng thích hợp vật chứa. Diệp thần vừa mới tắm gội qua bể tình, đã đại khái thăm dò thiên nếu có tình cầu pháp tắc cấu tạo,
tại Tế Gia Thiên nếu có tình cầu về sau, hắn lập tức đem tự thân linh khí quán chú đi vào, ông một tiếng, thiên nếu có tình cầu liền toát ra một cỗ mông lung hào quang, một cỗ hấp lực lặng yên truyền ra. Xoạt, xoạt. Tại cỗ lực hút này tác dụng dưới, cái kia thánh tuyển chi thủy bắt đầu nổi lên gợn sóng, sau đó hình thành một cái vòng xoáy, dòng nước dọc theo vòng xoáy chuyển động, dần dần bay lên, hóa thành một đầu vòi rồng nước, chui vào thiên nếu có tình cầu bên trong, cuối cùng rơi xuống bể tình bên trong. Diệp Thần đều đâu vào đấy thao túng, không ngừng đem thánh tuyển chi thủy, dẫn dắt vào thiên nếu có tình cầu, hắn vừa mới đánh với tinh diên một trận, tiêu hao thực không nhỏ, nhưng trong đan điền còn có một nửa linh khí còn lại, muốn thu lấy thánh tuyển chi thủy, đó là dư xài. Mộ chủ, ta ngửi được chút khí tức nguy hiểm. Chú Tinh Long thần tay cầm lấy kiếm quang, to lớn cơ giới thân thể đứng lặng lấy, con mắt màu vàng óng nhìn ra xa hướng phương xa, mơ hồ bắt được một vệt nguy hiểm. Hẳn là hùng phách thiên đi, bất quá không cần quá lo lắng, ta nghĩ, lấy tiền bối thực lực của ngươi, áp chế hùng phách thiên vẫn là có thể. Diệp Thần khóe miệng mang theo một vệt đường cong nói ra, hắn vì chú Tinh Long thần rèn đúc ra một bộ thân thể về sau, chú Tinh Long thần sức chiến đấu tăng vọt, muốn chấn áp hùng phách thiên, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Nhưng mà, chú Tinh Long thần nhưng không có lạc quan như vậy, khe khẽ lắc đầu. Tại Diệp Thần điều khiển dưới, thánh tuyền chi thủy không ngừng bị dẫn vào thiên nếu có tình cầu, nhưng nhìn như nho nhỏ khẽ cong thanh tuyền, lượng nước lại như thương hải bàng bạc cuồn cuộn, Diệp Thần dẫn nước hơn một canh giờ, thánh tuyền chi thủy lại không thấy có chút yếu bớt. Này thánh tuyền, đến cùng có nhiều ít a? Diệp Thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lan Tâm Nhị nói, thiên tổ lưu lại một giọt nước mắt, sâu giống như thương hải, này thánh tuyền chi thủy cũng như thương hải không khô không kiệt, từ từ sẽ đến đi. Đêm nay thêm chút sức đoán chừng có khả năng dẹp xong. Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, này thánh tuyền chi thủy, coi như chẳng qua là một giọt, linh khí đều 10 điểm dồi dào, thương hải minh mông thánh tuyền, toàn bộ thu nhập cầu bên trong, vậy hắn thật sự là muốn một đêm chợt giàu. Diệp Thần lúc này phấn chấn tinh thần, tăng thêm tốc độ đem thánh tuyền chi thủy thu nhập thiên nếu có tình cầu bên trong. Mà theo thánh tuyền chi thủy, không ngừng bị Diệp Thần thu lấy, này mảnh thánh tuyền sa mạc. Thiên địa linh khí liền đi hướng về phía khô kiệt, không khí trở nên khô ráo oi bức dâng lên, không còn có một tia gió mát, thậm chí mặt đất bắt đầu khắp nơi đổ sụp, bình tĩnh trong sa mạc xuất hiện khắp nơi lưu sa bẫy dập, liền toàn bộ linh khư thánh địa, ban đầu trong suốt trong vắt bầu trời, cũng là trở nên u ám xuống tới, lúc này chính vào đêm tối, bầu trời đêm trở nên hỗn độn ô trọc, tinh nguyệt toàn bộ chìm. Thánh tuyền chi thủy là toàn bộ linh khư thánh địa năng lượng đầu nguồn, linh khí chi dồi dào. Không thể tưởng tượng, hiện tại toàn bộ muốn bị Diệp Thần lấy đi, đối toàn bộ linh khư thánh địa tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt đả kích. Cũng may mà Lan Tâm Nhị cho Diệp Thần một bức thiên nếu có tình cầu, bằng không mà nói, bằng Diệp Thần chính mình thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem như cái này lượng lớn thánh tuyển chi thủy, toàn bộ thu lại. Tận thế tai biến, kinh động đến linh khư thánh địa bên trong, các phương các nhân vật, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền thấy một mực nối tiếp nhau ở chân trời táng thiên luân hồi bàn, giờ phút này đã dần dần vỡ vụn, khảm nạm tại luân hồi bàn phía trên pháp tắc thần thạch, rớt xuống. Pháp tắc thần thạch rớt xuống. Thánh tuyền bên này, Lăng Thanh Trúc nhìn thấy pháp tắc thần thạch rơi xuống, lập tức kinh hỉ nói ra. Lan Tâm Nhị ánh mắt khẽ động, liền duỗi ra đầu ngón tay, muốn đem rơi xuống pháp tắc thần thạch tiếp được. Nhưng lúc này, một chùm như tên nỏ hung hãn tinh quang. Từ phương xa bắn mạnh tới, trực tiếp hướng nàng công kích mà đi. Chú Tinh Long thần một mực chấn thủ lấy, mắt thấy có người làm loạn, lập tức vung động trong tay kiếm quang, dùng một cái hoa lệ độ cong, soạt một tiếng, liền đem cái kia một chùm tinh quang trực tiếp chặt đứt đi. Ha ha ha, chú Tinh Long thần, hảo công phu. Liền là không biết người đường đường lục đạo cổ thần, lúc nào lại đầu phục luân hồi chi chủ. Một hồi tùy tiện tiếng cười to. Từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh, thần quang sáng chói, từ phương xa bắn nhanh tới, chính là đấu chiến người trong phủ. Một người cầm đầu, sinh đến cao lớn vạm vỡ, tuổi già khôi ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hùng bá khí, toàn thân tinh quang lấp lánh, tại hắn trên trán, đúng là khảm nạm lấy tinh chi thạch, trên thân tinh quang chớp động thời khắc, lại có văn minh hào quang nở rộ, vô cùng minh mông, chính là Hùng Phách Thiên. Sau lưng Hùng Phách Thiên, là đấu chiến phủ chủ Sư Tâm Lão Tổ, còn có một số cao tầng,
nhưng không thấy có Hoàng Phủ Hiên. Diệp Thần tầm mắt quét qua, lập tức liền thấy, tại Hùng Phách Thiên trong cơ thể, lại có đấu chiến phủ thánh tử, Hoàng Phủ Hiên linh hồn khí tức. Xem Hùng Phách Thiên thân bên trên tán phát văn minh chi quang cùng tinh quang, còn có hắn mi tâm khảm nạm một ngôi sao chi thạch, Diệp Thần lập tức hiểu rõ, xem ra, Hoàng Phủ Hiên linh hồn, là cho Hùng Phách Thiên thôn phệ. Đấu chiến phủ sư tâm lão tổ, tất cả trưởng lão đám người vẻ mặt, đều khó coi. Bọn hắn vì đối phó Diệp Thần, đem Hùng Phách Thiên triệu hoán xuống tới, nhưng mạnh mẽ Hùng Phách Thiên, cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền nuốt Hoàng Phủ Hiên linh hồn, cũng cướp đi tinh chi thạch, còn có đại hiền giả rất nhiều truyền thừa áo nghĩa. Hùng Phách Thiên, cuối cùng hiện thân sao? Diệp Thần nhìn xem Hùng Phách Thiên, trong mắt cũng là lướt qua vẻ lạnh lùng. Hùng Phách Thiên cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta nhận đấu chiến phủ triệu hoán tới, cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Hắn rất có điểm hài lòng liếm liếm bờ môi, như dã thú khát máu. Diệp Thần nói, Hoàng Phủ Hiên tàn hồn, là bị ngươi nuốt. Hùng Phách Thiên nói, không sai, ta còn muốn thôn phệ linh hồn của các ngươi. Ánh mắt của hắn, theo Diệp Thần, chú Tinh Long Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc, Tiểu Mạt Lị bọn người trên thân, từng cái quét qua. Trong ngủ mê Tiểu Mạt Lị, chấn kinh Tô Tỉnh, mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Hùng Phách Thiên giữ tợn bộ dáng, không khỏi oa một tiếng khóc lên, đem đầu nhỏ vùi sâu vào Lăng Thanh Trúc trong ngực. Lan Tâm Nhị lúc này đã bắt lấy pháp tắc thần thạch, quát, Hùng Phách Thiên, ngươi là người ngoài, ta Nam Châu Thiên không chào đón ngươi. Ta lệnh cho ngươi lập tức rời đi, bằng không ta thôi động pháp tắc thần thạch năng lượng, như Thiên Tổ uy lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tổ, Hùng Phách Thiên nghe được hai chữ này, lại lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nói, Thiên Tổ sớm đã ẩn đột, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Huống hồ, ta bây giờ kế thừa đại hiền giả quyền hành, ta mới phát hiện, nguyên lai thế giới bên ngoài, còn có thế giới, còn có 72 trụ thần dạng này trí cao tồn tại, Thiên Tổ cùng đại hiền giả so sánh, lại đáng là gì? Thiên Tổ sẽ chỉ chém chém giết giết, đại hiền giả mới thật sự là vĩ đại. Ha ha, các ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thần phục tại ta văn minh chi quang hạ. Tiếng nói vừa ra, Hùng Phách Thiên giang hai cánh tay, theo trên thân bộc phát ra vô tận văn minh hào quang, màu trắng tinh văn minh hào quang, ở chung quanh huyễn hóa ra một cái văn minh thánh địa quốc gia, cuộc sống xa hoa, đốt hương lượn lờ, phồn hoa hưng thịnh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền muốn phải quỳ lạy, mong muốn quy y tại văn minh trật tự dưới, đạt được cứu rỗi. Tại Hùng Phách Thiên văn minh hào quang bao phủ xuống, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc đều là kiều khu chấn động, đạo tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn đạo tâm cường hãn, cũng là không bị ảnh hưởng, chẳng qua là hắn muốn thu lấy thánh tuyển chi thủy, Hùng Phách Thiên bây giờ ra tay quấy rầy, hắn lại khó mà tiếp tục nữa. Hừ, giả thần giả quỷ. Chú Tinh Long Thần trong mắt lướt qua một vệt hàn mang, nói, mộ chủ, này Hùng Phách Thiên giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. Long Thần chân thân, hiển hóa. Chỉ thấy chú Tinh Long Thần lắc mình biến hóa, chỉnh đúng với máy móc chi thân răng rắc rung động, thế mà tại chỗ biến hình, biến thành một đầu cơ giới thần long. Đây là Diệp Thần tạo hóa thủ đoạn, trước đây Diệp Thần vì chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân, đúc nóng đủ loại cơ giới chi đạo diệu pháp, chú Tinh Long Thần bộ thân thể này, là có thể tại hình người cùng long hình ở giữa hoán đổi. Tinh Nguyệt thành trận, Thiên Quỹ pháp nghi kiếm. Chú Tinh Long Thần ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, trực tiếp bùng nổ tối cường thần thông. Vuốt rồng vồ một cái, chư thiên mịt mờ tinh nguyệt gào thét tới, ở trong trời đêm sắp hàng thành đại thiên tinh nguyệt pháp trận, vô tận tinh nguyệt nở rộ bàng bạc hào quang, cuồn cuộn hào quang cuối cùng ngưng kết thành từng thanh thần kiếm, mang theo thiên quỹ đại đạo vô thượng áo nghĩa, như thác nước tinh hà rơi xuống, vù vù rung động, liền hướng về Hùng Phách Thiên chém đi. Có thân thể chú Tinh Long Thần, sức chiến đấu dị thường hung mãnh, chiêu này thiên quỹ pháp nghi kiếm, bá khí vô biên. Nhưng Hùng Phách Thiên mảy may cũng không quan tâm, cười ha ha, nói, luận tinh không chi đạo thủ đoạn, người lại thế nào so đến được ta. Tinh chi thạch, đại thiên tinh thần kiếm. Chỉ thấy Hùng Phách Thiên một tiếng quát mắng, mi tâm bên trên tinh chi thạch, toát ra cuồn cuộn tinh quang, tràn ngập chân trời, cuối cùng từ không trung triệu hoán xuống tới một thanh khổng lồ thần kiếm, gọi là đại thiên tinh thần kiếm, giữa trời gào thét quét ngang, liền đem chú Tinh Long Thần thiên quỹ pháp nghi kiếm kiếm khí, toàn bộ chém diệt vong. Giống.
Chú tinh long thần ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên long hống, long chảo hướng hùng phách thiên thân thể chộp tới, mạnh mẽ kình phong xé rách hư không, rất là bá đạo. Văn minh phù triện, cho ta trấn áp. Hùng phách thiên mảy may không hoảng hốt, trong tay cuồn cuộn thuần trắng hào quang, hóa thành một tấm bùa chú, như mang theo tinh thần sức mạnh to lớn, trấn áp xuống. Chú tinh long thần lập tức thấy nghẹt thở, bị bức phải liên tục bay ngược. Hùng phách thiên này đạo văn minh phù triện, mang theo đại hiền giả văn minh trật tự oai, văn minh trật tự, có thể áp chế hết thảy dã man cùng bạo lực, hạo đáng đại khí, làm cho người rung động. Chú tinh long thần ánh mắt chìm xuống, kỳ thật nếu như trạng thái dưới, hùng phách thiên không phải địch thủ của hắn, nhưng bây giờ hùng phách thiên, lại có được tinh chi thạch cùng đại hiền giả truyền thừa, công thủ chi thế lập tức nghịch chuyển. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Diệp thần mắt thấy chú tinh long thần gặp nạn, liền chuẩn bị ra tay. Lan tâm nhị quát, thu lấy thánh thuyền, không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không ngươi ắt gặp cắn trả. Này hùng phách thiên dám hung hăng càn quấy, ta tới chấn sát hắn là được. Chỉ thấy lan tâm nhị tay cầm lên pháp tắc thần thạch, linh khí quán chú, cái kia pháp tắc thần thạch liền bộc phát ra một cỗ sáng chói thần mang, theo cái kia thần mang bên trong, tuôn ra một bàn tay lớn che trời. Đó là một đầu già nua tay cầm, phía trên vân tay hoa văn, tựa như thiên quỹ tinh hà phức tạp, mang theo thiên ngoại pháp tắc lực lượng thần bí, toàn bộ tay lại lộ ra một cỗ mai táng chư thiên lớn uy áp, theo pháp tắc thần thạch bên trong một hiển hóa ra ngoài, liền làm cho cả bầu trời đêm đều trở nên vô cùng đen kịt, như đọng lại vạn năm mực nước, giữa thiên địa tập tục oanh long long nổ tung, bao phủ lên trong sa mạc ngàn vạn tấn cát bụi. Bàn tay này, lại là thiên tổ tay cầm. Diệp thần thấy lan tâm nhị gọi ra che trời bàn tay lớn, lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy trước nay chưa có bảng bạc uy áp, phô thiên bao phủ. Cái bàn tay này uy áp, thực sự quá kinh khủng, hư không lọt vào áp bách, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rắc, không gian từng mảnh nứt ra, thậm chí toàn bộ linh khư thánh địa, thậm chí toàn bộ Nam Châu Thiên, phảng phất đều muốn bởi vì cái bàn tay này xuất hiện, mà hướng đi hủy diệt. Cái gì, đây là... Thiên tổ tay cầm, sao lại thế? Hùng phách thiên vẻ mặt hoảng hốt, không nghĩ tới lan tâm nhị thế mà triệu hoán ra thiên tổ tay cầm, mà lại bàn tay này uy thế, quả thực là lăng giá thiên đạo khủng bố, liền thiên đạo đều không thể áp chế cái bàn tay này bá đạo. Lan tâm nhị gương mặt tái nhợt, hiển hiện triệu hoán thiên tổ tay, đối với nàng mà nói, cũng là cố hết sức sự tình. Nàng từng là pháp tắc thần thạch người trông chừng, tại pháp tắc thần thạch bên trong, ngoại trừ Hắc Hoàng đế. Thiên cơ lão nhân, đại hiền giả ba vị trụ thần pháp tắc mảnh vỡ bên ngoài, còn có thiên tổ bản nhân pháp tắc cùng ý chí năng lượng. Nàng đem thiên tổ ý chí điều động ra tới, hiển hóa ra che trời bàn tay lớn, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa. Coi như hùng phách thiên cường hãn nữa, lại làm sao có thể cùng thiên tổ so sánh. Thiên tổ cự thủ dùng thong thả, trầm trọng, nhưng lại không thể trốn tránh tư thái, chậm rãi hoành không hướng về hùng phách thiên đè tới. Hùng phách thiên kinh khủng, chỉ cảm thấy mình tại thiên tổ bàn tay lớn trước mặt, tựa như con kiến hôi nhỏ bé, phảng phất tiếp theo sát liền bị ép làm thịt nhão. Lão tổ tông, cứu ta a! Ngươi muốn nhìn ta chết sao? Sống chết trước mắt, hùng phách thiên hướng về phía tiểu mạt lị gầm hét lên, mi tâm tinh chi thạch, toát ra sáng chói tinh quang, trực tiếp liền bắn tại tiểu mạt lị trên thân. Tiểu mạt lị non nớt thân thể lập tức phát run. Cả người ngẩn ngơ, trong đầu bốc lên lên đủ loại cổ lão trí nhớ, không ngừng xé rách linh hồn của nàng. Ô ô ô, ta, đầu đau quá. Lá thần ca ca. Tiểu mạt lị ôm đầu, phát ra thống khổ buồn bực tiếng kêu, từ trên người nàng có từng sợi sát khí tuôn ra, cỗ sát khí kia là như thế mãnh liệt, lăng thanh trúc đã ôm không ở nàng, ai u một tiếng, liền buông lỏng tay ra. Nhưng nàng buông tay về sau, tiểu mạt lị cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là toàn thân sát khí xoay quanh, thân thể từ từ bay lên. Tiểu mạt lị chỉ cảm thấy mình đầu, vô cùng căng đau, rất nhiều không thuộc về trí nhớ của nàng, trong nháy mắt một mạch sôi trào. Nàng nhìn thấy một tôn vô địch chiến thần thân ảnh, tại thời đại viễn cổ từng đại sát tứ phương, thậm chí mưu toan đạp thiên lăng tiêu, ngạo giận tới cực điểm, cũng bá giận tới cực điểm. Đạo thân ảnh kia, chính là đấu chiến thần thân ảnh, tại hùng phách thiên kích thích dưới, tiểu mạt lị trong cơ thể. Thuộc về đấu chiến thần linh hồn trí nhớ, điên cuồng bừa bãi tàn phá bốc lên. Nàng toàn thân sát khí cuồn cuộn gào thét, rất nhanh liền tại sau lưng tạo thành một đạo vạn trượng cao nguy nga thân ảnh, đó chính là đấu chiến thần, tầm mắt bế nghễ chư thiên,
uy mãnh bá đạo không ai bì nổi, cũng không có đeo bất luận cái gì binh khí, hai quả đấm nắm chặt, quả đấm của hắn liền là thế gian sắc bén nhất thần binh. Lão Tổ Tông, cứu mạng a! Hùng Phách Thiên nhìn thấy đấu chiến thần linh hồn thân ảnh xuất hiện, lập tức kinh hỉ vạn phần, liên tục kêu gọi. Đấu chiến thần quan sát Hùng Phách Thiên, mắt thấy đến Hùng Phách Thiên liền bị thiên tổ bàn tay lớn nghiền chết, hắn hừ một tiếng, hờ hững nói, thiên ngoại trụ thần, hạng gì uy nghiêm, lại muốn khi nhục ta gia tộc bên trong tiểu bối sao. Hùng Phách Thiên chính là Hùng Bá gia tộc gia chủ, nhưng ở đấu chiến thần trước mặt, cũng bất quá là tiểu bối hậu nhân. Bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 601.